Chàng rể đại gia. Chu Dương. Chương 466 vả vào mặt. Mọi người khiếp sợ nhìn Chu Dương. Vừa nãy rõ ràng bọn họ đã nghe Chu Dương nói, đối phó với những người này, chỉ là chuyện nhỏ trong vài phút. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Chu Dương chỉ mạnh miệng khoác lác, giỏi chém gió, nên rất xem thường anh. Nhưng không ngờ chỉ trong vài giây trên mặt đối phương đã in hẳn vết bàn tay. Điều quan trọng nhất là chưa có người nào nhìn thấy anh ra tay như thế nào. À, các người lại dám đánh tao. Đám nhà quê thối ta, tao muốn các người không được chết tử tế. Lúc vừa bị đánh, Phương Lỗi hơi sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi hắn kịp phản ứng, hai bên gò má đã đau rát, hắn mới ý thức được vừa nãy xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức, ngọn lửa giận trong lồng ngực hắn ào ào cuộn trào lên. Hai mắt Phương Lỗi đỏ ngầu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, gân xanh trên trán và trên cổ hiện rõ ra, cộng thêm vết hằn hai bàn tay trên mặt khiến hắn trông vô cùng dữ tợn. Giống như một con mãnh thú đang phát điên. Không ít người nhìn thấy vậy, rối rít lùi về sau, muốn kéo rộng khoảng cách với Phương Lỗi. Ngay cả những người vừa nãy đứng về phía Phương Lỗi, châm chọc chế giễu mấy người Chu Dương, giờ phút này cũng không ngừng kinh hãi, liên tiếp lùi ra sau. Dẫu sao, lúc này trạng thái Phương Lỗi rất không ổn định, khiến người khác không yên tâm. Cũng không ai biết Phương Lỗi có điên tiết lên rồi hung hăng đả thương người khác, chẳng phân biệt được địch ta hay không. Một khi xuất hiện tình huống đó, không ai hy vọng mình sẽ là người chịu trận. Cho nên bây giờ biện pháp tốt là cách xa Phương Lỗi, cố gắng hết sức đừng để tình huống xấu nhất không xảy ra với mình. Xuyên tử, xem ra cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại, tiếp tục làm cậu ta tỉnh táo hơn đi. Chu Dương thản nhiên nói. Sau đó, Ngưu Xuyên xông lên, trước khi Phương Lỗi kịp phản ứng, lại tiếp tục đánh thêm hai bạt tai vào mặt hắn. Thậm chí, bởi vì lực quá lớn, Phương Lỗi chao đảo hai vòng, rồi ngã nhào xuống đất. Lần này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Ngưu Xuyên ra tay như thế nào, ánh mắt hết sức kiêng dè nhìn về phía Ngưu Xuyên. Rất nhiều người cũng đang suy xét, nếu để vệ sĩ của mình giao đấu với Ngưu Xuyên, thì nắm được bao nhiêu phần thắng. Nhưng không một ai có đủ lòng tin. Dẫu sao, lần đầu khi in hẳn hai vết bàn tay lên mặt Phương Lỗi, mọi người căn bản không hề nhìn thấy Ngưu Xuyên đã ra tay như thế nào. Chỉ dựa vào điểm này, đã đủ thấy rõ thực lực mạnh mẽ của Ngưu Xuyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù những người ở đây đều là con cháu của những gia tộc lớn, nhưng không phải là người đần độn, đối với tình thế lúc này, còn cho rằng có thể dựa vào danh tiếng của gia tộc để phô trương thanh thế ở bên ngoài được sao? Không nhìn thấy Phương Lỗi đã bị đánh cho ngu người đó à? Còn mấy người, nếu như không muốn bị đánh thì mau cút đi. Chu Dương nhìn vào đám người, thản nhiên nói. Vốn dĩ bọn họ đang trò chuyện vui vẻ ở chỗ này, chẳng hiểu sao lại bị người khác quấy rầy, sau đó một đám người kéo đến châm chọc chế giễu họ. Chu Dương đã sớm khó chịu, nếu không phải lo lắng ở đây có điều gì đó cấm kỵ thì anh đã sớm ra tay rồi. Nhưng bây giờ thế này cũng tốt, ít nhất có chị Linh ở đây, khiến Chu Dương cũng hiểu sơ lược về những người này. Từ cuộc tranh cãi vừa nãy, Chu Dương cũng hiểu hơn về gia cảnh của bọn họ. Ví như Phương Lỗi người đầu tiên đến quấy rầy này đến từ Phương gia, một gia tộc nhị lưu ở thủ đô. Còn những người đi theo Phương Lỗi đến náo loạn ở đây, hầu như cũng đều là con cháu gia tộc nhị lưu ở thủ đô. Mà bọn họ rõ ràng có chút kiêng dè khi nhìn thấy Dương Chiêu Đình, chứng tỏ Dương gia của Dương Chiêu Đình có thực lực và địa vị cao hơn hẳn so với những gia tộc của bọn họ. Ít nhất cũng là một gia tộc nhị lưu, hơn nữa thế lực vô cùng hùng mạnh, có thể so sánh với gia tộc lớn thượng lưu. Có điều, quan sát thái độ của Dương Chiêu Đình, mặc dù hắn xem thường đám người Phương Lỗi, nhưng không tùy tiện ra tay, phương diện kiềm chế cảm xúc và khả năng nói chuyện căn bản khác xa so với đám người Phương Lỗi. Cho nên Chu Dương suy đoán, Dương gia của Dương Chiêu Đình, chắc là gia tộc thượng lưu ở thủ đô. Nếu như vậy thì chị Linh thế nào? Chu Dương lặng lẽ liếc nhìn chị Linh, trong lòng thầm hiểu ra một vài việc. Ngay cả Dương Chiêu Đình xuất thân từ gia tộc thượng lưu, khi đối diện với chị Linh cũng không dám thở mạnh, rõ ràng chị Linh là một nhân vật không tầm thường. Thâm ý trong đó, chỉ cần không phải là kẻ đần độn, thì đều có thể hiểu. Có thể áp đảo gia tộc thượng lưu ở thủ đô, đại khái cũng chỉ có bốn gia tộc đứng đầu kia. Nhưng rốt cuộc chị Linh đến từ gia tộc nào chứ? Chu Dương không biết, cũng không dễ dàng đoán được. Bây giờ quan hệ giữa anh và chị Linh, mặc dù không được coi là đặc biệt thân thuộc, nhưng cũng được xem là không tệ.
Bởi vì có sự tồn lại của Giang Yến, nên chị Linh vẫn nói chuyện hòa hợp, nhưng giọng điệu khiêu khích châm chọc thì vẫn không thể tránh khỏi. Nhưng Chu Dương cũng không để ý lắm, thông qua sự quan sát không ngừng của mình, Chu Dương cũng biết đại khái về sở thích đặc biệt của chị Linh. Cho nên khi chị Linh tỏ ra có lòng thù địch với anh, thì anh cũng cảm thấy dễ hiểu. Huống hồ, cứ coi như Chu Dương đoán được thân phận thật sự của chị Linh, cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ lại dựa vào quan hệ với chị Linh để cậy quyền cậy thế sao? Chu Dương còn khinh thường những ai làm chuyện như vậy. Nếu có một ngày, anh trở về làm chủ Chu gia, vậy thì tất nhiên mọi thứ đều muốn dựa vào thực lực của bản thân, như vậy, anh mới có sự tự tin và bản lĩnh của mình. Chu Dương vừa dứt lời, không ít người lập tức giải tán. Nhưng vẫn có vài người trợn mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Trong mắt bọn họ, Chu Dương làm như vậy là đang vả vào mặt bọn họ. Mặc dù bọn họ kiêng dè thực lực của Ngưu Xuyên, nhưng loại cảm giác bị vả vào mặt này khiến bọn họ hết sức khó chịu. Huống hồ, nếu quả thật chỉ vì một câu quát mắng của Chu Dương mà giải tán. Một khi truyền ra ngoài, nhất là để người ở thủ đô biết được, thì thể diện của bọn họ có còn nữa không? Sau này làm sao có thể giả vờ chém gió trước mặt những cô em xinh đẹp nữa chứ? Thậm chí, sẽ bị người khác châm chọc khiêu khích. Nói bọn họ đến tỉnh Tương Tây, lại bị một tên nhà quê vả thẳng vào mặt, quả thật là mất hết thể diện của đám cậu ấm ở thủ đô. Những chuyện mất mặt như vậy, bọn họ cũng không muốn làm. Tối thiểu, cũng phải ở tìm lại chút thể diện trước mặt Chu Dương. Sau khi trở về, tốt xấu gì cũng có thể có cái mà giải thích. Hừ, đánh người, còn muốn bảo chúng tao đi sao? Mày cho rằng đây là nơi nào? Coi chúng tao như không tồn tại hả? Phía mày chỉ có hai người đàn ông, chẳng lẽ chúng tao còn sợ mày chắc? Đúng vậy, có bản lĩnh thì ra tay đi, nếu ông đây lùi về sau một bước, thì ông sẽ gọi mày là bố. Phương Lỗi, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu. Mọi người nhất thời kêu gào ầm ĩ, không hề có ý định lùi về sau. Điều này cũng khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh không ngờ đám công tử bột này lại có chí khí như vậy. Thậm chí, còn rất có nghĩa khí, sẵn lòng giúp Phương Lỗi lấy lại thể diện. Chỉ là Chu Dương không cho rằng bọn họ có thực lực như vậy. Chưa cần nói đến Ngưu Xuyên, cứ coi như chỉ một mình anh, e rằng bây giờ cũng có thể dễ dàng đánh bại đám công tử bột trước mắt này, mà không cần phải tốn bao nhiêu sức lực. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã cho bọn họ sức mạnh lớn như vậy, dám nói chuyện với anh thế này? Xuyên tử, nếu bọn họ đã nói như vậy, thì để bọn họ nếm trải sự đau đớn như tên Phương Lỗi đi. Chu Dương thản nhiên nói, chỉ là mới nói được một nửa, liền dừng lại, gương mặt kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Chương 467, cút đi. Mấy người ban đầu còn thề hứa sẽ giúp Phương Lỗi lấy lại thể diện, sau khi nghe thấy lời nói của Chu Dương, không dám nói một lời, đã chạy nhanh khỏi đó. Lời nói vừa nãy của bọn họ vẫn không ngừng vang vọng bên tai Chu Dương. Thật sự là nghĩa khí ngút trời, khiến tôi mở mang kiến thức. Chu Dương cạn lời, ánh mắt thương hại nhìn Phương Lỗi ngã xuống trước mặt với vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bây giờ những người đó đều tự mình giải tán, ở trước mặt mấy người Chu Dương, chỉ còn một mình Phương Lỗi bị Ngưu Xuyên tát bốn bạt tai, còn đang ngã trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh lại. Ha ha, đức hạnh của nhóm người này chính là như vậy, luôn muốn bắt nạt kẻ yếu, cậu càng sợ bọn họ càng hung hăng càn quấy. Chị Linh thản nhiên nói, không hề ngạc nhiên về hành động của những người này, ngược lại, nếu những người này không làm như vậy, mà chống đối lại Chu Dương, vậy thì có thể khiến chị Linh nhìn với cặp mắt khác. Có điều, cậu chuẩn bị xử lý người này như thế nào? Chị Linh nhìn Phương Lỗi, nhẹ giọng hỏi. Theo cô thấy, Phương Lỗi này căn bản không bằng một con kiến, cô hoàn toàn không coi ra gì. Cho nên chị Linh không có hứng thú với việc cần phải xử lý Phương Lỗi như thế nào. Lời nói này nên hỏi các cô chứ, cậu ta đến đây trêu chọc các cô mà. Chu Dương cảm thấy không biết nói sao, bản lĩnh đùn đẩy trách nhiệm của chị Linh này trái lại không nhỏ, lên tiếng ném Phương Lỗi cho anh. Lẽ nào cô ấy không biết rằng, cho dù tên Phương Lỗi này là đồ bỏ đi, chị Linh coi không ra gì, nhưng dù sao cũng là người của Phương gia ở thủ đô. Lẽ nào chị Linh không lo lắng Phương gia sẽ tính sổ lên đầu Chu Dương sao? Ha ha, xem kỹ nhé. Ở đây người của ai nhiều hơn? Chị Linh thờ ơ liếc nhìn Chu Dương, rồi dừng lại trên người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên một vòng cung, nói ra rất tùy ý. Ý nghĩa của lời nói cô ấy đã rất rõ ràng.
ba người xinh đẹp ở đây đều có quan hệ đến Chu Dương Anh, mà có chỉ có mình Giang Yến có quan hệ đến chị Linh cô. Vậy thì nếu Phương Lỗi thực sự đến kiếm chuyện, thì chắc hẳn càng đe dọa lớn hơn cho Chu Dương. Thêm vào đó là Ngưu Xuyên ra tay đánh Phương Lỗi, cho nên bảo Chu Dương xử lý cũng vô cùng thích hợp. Chu Dương không nói nên lời, nhưng cũng không tiếp tục nói gì nữa, dù sao chuyện đã như vậy, quá muộn khi muốn thay đổi gì đó. Ngoài ra, Chu Dương căn bản không có suy nghĩ thay đổi gì hết. Phương Lỗi đã đến quấy rối, vậy thì hắn cũng đã sớm chuẩn bị hậu quả. Đã là như vậy, thì mặc kệ cậu ta đi, dù sao cũng đã dạy cậu ta một bài học, tốt xấu gì thì ở đây cũng có nhiều người, vẫn phải giữ thể diện cho chủ nhà, đừng làm lớn chuyện. Chu Dương thản nhiên nói, coi như là giải thích rõ cho chị Linh. Chứ không phải Chu Dương sợ Phương gia trả thù. Chu Dương còn không thèm coi một gia tộc nhị lưu ra gì. Nhưng nếu thật sự làm gì với Phương Lỗi ở đây, trước tiên không nói đến Phương gia phía sau sẽ có hành động báo thù gì hay không. Chỉ cần nói cuộc đấu giá sắp được mở ở đây, anh làm như vậy, có phải là có ý không tôn trọng chủ nhân hay không? Vậy thì, chủ nhân ở đây sẽ không vui. Thậm chí là tức giận. Phải biết rằng, Trần Thế Hào không nói một chút gì về thông tin của chủ nhân nơi này cho Chu Dương, thậm chí Trần Thế Hào còn giữ kín như bưng về chủ nhân nơi này, giống như tận lực né tránh gì đó. Điều này cũng khiến Chu Dương nảy sinh hứng thú lớn, chủ nhân của nơi này rốt cuộc là ai, có thủ đoạn và bản lĩnh như thế nào, có thể dựa vào nghề đấu giá tư nhân mà thu hút nhiều con cháu gia tộc lớn đến đây như vậy. Hơn nữa, dường như tất cả mọi người trong quảng trường đều rất biết cách kiềm chế bản thân, không dám la hét lớn tiếng, cũng không dám gây rắc rối. Ngoại trừ Chu Dương bên này vừa nãy có động tĩnh nhỏ, những nơi khác đều vô cùng yên tĩnh. Ha ha, tùy ý cậu. Chị Linh không thể bác bỏ cách làm của Chu Dương, cũng không quá để ý đến. Được rồi, cậu có thể cút đi. Chu Dương nhìn Phương Lỗi, lạnh lùng nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn quá lâu trên người hắn. Vẻ mặt Phương Lỗi đầy oán hận nhìn Chu Dương, trong đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ, trực tiếp bò dậy, che mặt, nhếch nhác bỏ đi. Chẳng mấy chốc, bầu không khí xung quanh Chu Dương trở nên yên tĩnh. Mặc dù không có nhiều người nhìn thấy và quan tâm đến chuyện vừa nãy, nhưng dù sao cũng có 20 mấy người. Sau khi 20 mấy người này nhìn thấy Phương Lỗi nhếch nhác rời khỏi, ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không dám đến gần Chu Dương trong phạm vi 10 mét. Cho nên, nhất thời không gian 10 mét xung quanh Chu Dương trống rỗng, không có ai qua lại. Không lâu sau, Trần Thế Hào đã trở lại. Sau khi trò chuyện với người bạn cũ, sắc mặt của Trần Thế Hào rõ ràng tốt hơn nhiều, xem ra cũng có sức sống hơn. Nhưng khi ông ấy đi về phía Chu Dương, sắc mặt thay đổi trở nên kỳ lạ. Chưa kể Giang Yến và chị Linh xuất hiện ở đây khiến ông ấy cảm thấy hơi bất ngờ. Trên thực tế, Trần Thế Hào không hề quen biết Giang Yến và chị Linh, trước đây cũng chưa từng gặp mặt, còn cho rằng đây là bạn Chu Dương quen biết, là người của gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây. Nhưng tình hình xung quanh không thể che giấu khỏi đôi mắt của Trần Thế Hào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Thế Hào khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Trước đó ông ấy đã giải thích tình hình ở đây với mấy người Chu Dương. Tùy tiện chỉ ra một người, sợ rằng đều là con cháu đến từ gia tộc không kém hơn 5 gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây. Cho nên Trần Thế Hào còn đặc biệt dặn dò bọn họ, tốt nhất là im lặng, đừng va chạm với bất cứ ai. Nhưng bây giờ, 10 mét xung quanh, không có một ai, cho dù thần kinh của Trần Thế Hào có vấn đề, cũng phát hiện lúc này không thích hợp. Mặc dù nói nơi này rất thần bí, người bình thường hoàn toàn không thể vào được. Những người bước vào đều là người có gia cảnh lớn. Luôn thân thiện với người khác, sẽ không dễ dàng xảy ra xung đột với người khác. Thế nhưng, cũng không đến nổi 10 mét xung quanh, không có một ai chứ. Cả quảng trường chỉ lớn bao nhiêu. Không nhìn thấy bên cạnh đó, nhiều người đang dồn lại thành một đoàn, cũng không dám đến gần bên này sao. Thì, đây là một câu chuyện dài, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Chu Dương hơi bất lực, đành phải nói lại một lần chuyện vừa mới xảy ra. Trên thực tế, cho dù Chu Dương không nói, Trần Thế Hào cũng sẽ nhanh chóng biết được. Ông ấy chỉ cần nghe ngóng từ người khác một chút, thì sẽ biết ngọn nguồn của câu chuyện. Chỉ trong vài phút, Chu Dương đã kể lại toàn bộ quá trình của câu chuyện. Anh cũng không che giấu, đã xảy ra cái gì thì nói cái đó. Sau khi nói xong, mấy người liền lập tức im lặng. Chu Dương trái lại không quan tâm, dù sao anh không cảm thấy tên Phương Lỗi đó có thể gây ra đe dọa nào cho anh. Hơn nữa,
không phải còn có chị Linh ở đây sao, tin rằng đến lúc đó chị Linh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Trần Thế Hào đã rơi vào trầm tư. Bố, làm sao vậy? Lẽ nào chúng con làm như vậy không đúng sao? Trần Hân nhìn thấy bố mình rơi vào trầm tư, còn cho rằng bọn họ vừa nãy làm không đúng, cho nên trong giọng điệu hơi cẩn thận, rất sợ Trần Thế Hào sẽ tức giận. Không có, chỉ là bố đang nghĩ, người Phương gia đó sẽ báo thù hay không? Trần Thế Hào lắc đầu, điềm đạm nói, mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng trong giọng điệu lại không tỏ ra hơi lo lắng. Chương 468, Kinh Hoàng. Ha ha, chỉ là một Phương gia thôi, còn có thể tạo phản sao? Đừng lo, bọn họ không dám trả thù đâu. Chị Linh cười nhạo một tiếng, bình thản nói, trong lời nói hoàn toàn không để ý đến Phương Lỗi hay Phương gia. Ồ, không biết gọi vị tiểu thư này như thế nào? Trần Thế Hào đột nhiên làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đầy tò mò và nghi ngờ nhìn chị Linh. Trần Thế Hào hơi ngạc nhiên trước giọng điệu điềm tĩnh của chị Linh. Phải biết rằng, cho dù Phương gia chỉ là một gia tộc nhị lưu ở thủ đô, nhưng đặt ở tỉnh Tương Tây, cũng tuyệt đối là gia tộc hàng đầu. Bất kể là bất kỳ một trong năm gia tộc lớn, đều sẽ không có kết quả tốt khi đơn độc đối đầu với Phương gia. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ xem thường Phương gia của người phụ nữ này, trái lại khiến Trần Thế Hào hơi kinh ngạc. Trần Thế Hào cũng chú ý đến, căn cứ theo vị trí chỗ ngồi của mấy người bây giờ, cô gái gọi là chị Linh này chắc hẳn là đi cùng với Giang Yến. Vậy thì, các cô ấy là người của gia tộc lớn nào ở tỉnh Tương Tây sao? Người này là Giang Yến tiểu thư của Giang gia, người này là chị Linh, là bạn của Giang Yến tiểu thư, trước đây chúng tôi đã gặp nhau mấy lần, bây giờ Giang Yến còn là người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương. Chu Dương mỉm cười giới thiệu mấy người với nhau. Cũng coi như để cho Trần Thế Hào nắm chắc, không xem thường ai, hoặc là nói ra lời gì đó không thích hợp. Giang gia, bỗng chốc, Trần Thế Hào thực sự kinh hoàng. Ông ấy đương nhiên biết Giang gia, cũng biết giữa Chu Dương và Giang gia có thù hận rất lớn. Nhưng ông ấy tuyệt đối không ngờ đến tiểu thư của Giang gia vậy mà lại thân thiết với Chu Dương như vậy. Giang gia rốt cuộc có biết chuyện này không? Nếu không biết, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Giang gia sẽ có phản ứng gì? Nếu biết từ lâu, vậy thì Giang gia rốt cuộc có ý gì? Dự định hòa giải với Chu Dương, xóa bỏ toàn bộ tất cả ân oán trước đó sao? Nhưng nguyên nhân là gì? Không thể bởi vì vị tiểu thư Giang gia thân thiết với Chu Dương, là hóa giải ân oán giữa hai bên chứ. Chu Dương trái lại không sao cả, dẫu sao anh chưa từng chịu thiệt trong tay Giang gia. Nhưng Giang gia thì sao? Phải biết rằng, Giang Bắc của Giang gia trước tiên bị tàn phế trong tay Chu Dương, sau đó Chu Dương đã nhiều lần xem thường Giang gia, hơn nữa còn gây rối loạn trong bữa tiệc tối của Giang gia. Người chịu thiệt đều là Giang gia. Giang gia sẽ bằng lòng xóa bỏ toàn bộ ân oán giữa mình với Chu Dương sao? Hơn nữa, còn bồi thường bằng một người xinh đẹp như Giang Yến. Giang gia rốt cuộc có ý đồ gì? Trần Thế Hào lúc này thật sự mơ hồ về thái độ của Giang gia, ông ấy thậm chí còn nghi ngờ tất cả những điều này là do Giang gia làm ra. Mà Giang Yến này, trong Giang gia chắc hẳn cũng không phải người quan trọng gì. Thế nhưng, giây tiếp theo, sau khi Chu Dương kể ra một số tình hình của Giang Yến, Trần Thế Hào càng kinh hoàng hơn. Người đẹp tài sắc vẹn toàn nổi tiếng ở cả tỉnh Tương Tây, ứng cử viên nàng dâu lý tưởng của tất cả gia tộc lớn. Điểm quan trọng nhất, bữa tiệc lần trước bị Chu Dương gây náo loạn, trên thực tế là Giang Hành Nguyên tổ chức, dùng để kén rể cho Giang Yến. Nhưng không ai ngờ, do sai lầm bất ngờ, Chu Dương gây rối tại bữa tiệc, khiến mục đích của Giang Hành Nguyên thất bại. Hơn nữa còn cho Giang Yến một cơ hội rời khỏi trang việc của Giang gia. Đồng thời hai người lại gặp nhau ở đại sảnh khách sạn. Chuyện này tưởng chừng như là nội dung đến tiểu thuyết cũng không dám viết, Trần Thế Hào không ngờ sẽ tồn tại xảy ra xung quanh mình. Hơn nữa, xem chừng cũng đã xảy ra sau khi ông ấy rời tỉnh Tương Tây. Dẫu sao bữa tiệc tối hôm đó, ông ấy cũng tham gia, nhưng chưa từng thấy Giang Yến. Hóa ra là như vậy, nhưng cho dù mọi người rất tự tin đối phó với sự báo thù có thể xảy ra của Phương Lỗi và Phương gia, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Phải biết rằng, một khi gia tộc như bọn họ bắt đầu báo thù, sẽ không giống những kẻ côn đồ trên đường phố, không chỉ cãi nhau với cậu, trước giờ bọn họ đều mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn vô cùng quả quyết. Gật đầu, Trần Thế Hào không tiếp tục nói gì nhiều, nhưng cuối cùng, vẫn nghiêm túc bảo Chu Dương và Giang Yến cẩn thận hơn. Dẫu sao, ông ấy không thể luôn ở bên Chu Dương. Vâng, tôi biết rồi, bây giờ đã sắp đến 9 giờ, nhưng sao chưa có dấu hiệu mở cửa vậy?
Chu Dương gật đầu, nhìn thời gian, hơi thắc mắc. Lúc này, còn 10 phút nữa là đến 9 giờ. Nhưng cuộc đấu giá chưa có dấu hiệu mở cửa, lẽ nào thực sự đúng 9 giờ mới kêu mọi người chuẩn bị sao? Không cần lo lắng, đến lúc đó cậu sẽ biết. Trần Thế Hào cười nói một câu, sau đó không tiếp tục giải thích. So với ông ấy, sự hiểu biết của mấy người Chu Dương về nơi này rõ ràng vẫn còn rất ít, có một vài chuyện, một số tình huống không chính mắt nhìn thấy, chung quy không có ý nghĩa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, đã đến 9 giờ. Ầm. Chu Dương nhìn đồng hồ, vừa đến 9 giờ, trên quảng trường chợt truyền ra một trận ầm vang. Mọi người đều đang tìm người hoặc nơi phát ra âm thanh này. Nhưng không ai tìm được. Trên quảng trường, cũng bắt đầu ồn ào. Tình huống gì thế? Âm thanh này là sao vậy? Không biết, tôi cũng lần đầu tiên đến đây, không biết nhiều về nơi này. Các người mau nhìn, đó là gì thế? Âm thanh kinh ngạc, bàng hoàng không ngừng vang lên trên quảng trường. Cùng theo đó là một luồng ánh sáng phát ra, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía trong cùng của quảng trường. Ở đó, có một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó tiếng ầm ầm càng to hơn. Tình huống gì thế này? Ngay cả vẻ mặt của Chu Dương cũng mơ hồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều, lúc này Chu Dương lại nhìn chị Linh và Trần Thế Hào. Nếu nói, trong số bọn họ có ai biết rốt cuộc ở đây sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì chỉ có hai người Trần Thế Hào và chị Linh. Những người khác, bao gồm cả bản thân anh, toàn bộ đều là lần đầu tiên đến nơi này. Thậm chí trước đây, họ hoàn toàn không biết ở Trường Sa còn có một nơi như vậy. Tôi cũng không biết, trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi vừa nãy nhìn thấy vài người quen, đi hỏi một chút, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến, có vẻ như tất cả mọi người ở đây là lần đầu tiên đến đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Dương, Trần Thế Hào trầm giọng giải thích. Sắc mặt của ông ấy cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì ông ấy phát hiện, tất cả mọi người ở đây hình như thật sự là lần đầu tiên đến, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra ở đây. Bọn họ nên ra ngoài rồi. Nhưng chị Linh lại đột nhiên nói. Ai? Chu Dương nhạy bén nắm bắt một thông tin trong lời nói của chị Linh. Bọn họ nên ra ngoài rồi. Ai phải ra ngoài rồi? Từ đâu đến đây? Trong chốc lát, những người khác đều nhìn chị Linh. Đôi mắt Trần Thế Hào khẽ lóe lên tia sáng, ánh mắt càng thêm sâu xa nhìn chị Linh. Ông ấy hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở đây, hơn nữa mấy người quen từ thủ đô đến đây cũng rất lạ với nơi này. Nhưng người phụ nữ này, lại nói bọn họ nên ra ngoài rồi. Cô ấy biết chuyện gì đó ở nơi này sao? Rốt cuộc người phụ nữ này có lai lịch gì? Tuyệt đối không phải là người của gia tộc lớn nào đó ở tỉnh Tương Tây. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là cần làm rõ, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 469, bắt đầu phiên đấu giá. Không để mọi người chờ đợi lâu, giây phút âm thanh ầm vang, một luồng sáng đột nhiên bùng lên rực rỡ, thật khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, mặt đất của quảng trường rung động dữ dội, giống như có cái gì đó sắp từ dưới đất chui lên. Sắc mặt Chu Dương biến đổi, đôi mắt trợn tròn thể hiện sự kinh ngạc. Không chỉ một mình Chu Dương, mà tại thời điểm đó, tất cả những người khác e rằng cũng có biểu hiện như vậy. Bởi vì đối với họ, quảng trường là nơi rất rộng, đột nhiên sao lại xuất hiện một khán đài khổng lồ. Hơn nữa trên đó còn có một ông cụ đang đứng sừng sững. Ông ấy một mình đứng trên khán đài giống như cây gậy của Tôn Ngộ Không đứng sừng sững giữa biển lớn, không hề cử động. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Phải biết rằng, trước kia không ai biết bên dưới quảng trường còn có một khán đài khổng lồ, hơn nữa có thể khiến nó ngoi lên từ dưới mặt đất. Nếu không dùng đủ lực căn bản là không thể lên nổi. Chu Dương đột nhiên hiểu ra, âm thanh ầm ầm vừa rồi nhất định là do thiết bị điện gây ra. Hơn nữa một khán đài to như vậy từ mặt đất chui lên nhất định phải dùng tới một lực đẩy không hề nhỏ, lực điện bình thường căn bản không thể làm được. Sau khi khán đài được phơi bày toàn bộ, quảng trường ồn ào hơn hẳn. Quả thực khán đài này thực sự quá to lớn, nhìn qua có thể biết nhất định không dưới vài trăm mét vuông. Đây là cái gì vậy? Cũng quá khoa trương rồi đấy. Sao lại cảm thấy như đang đóng phim vậy, khán đài này to như vậy, hình như còn được làm bằng đá cẩm thạch, nhất định là vô cùng nặng. He he, tôi nói cho mọi người biết, khán đài khổng lồ này ước tính được tạo nên từ 10.000 khối đá cẩm thạch, khối lượng nặng hơn 10.000 tấn, mọi người cứ nghĩ thử xem.
Hình như chưa từng nghe qua trong nước có nơi nào sử dụng khán đài khổng lồ như vậy, tại sao trước đây chúng ta chưa từng biết về nơi này nhỉ? Tôi cũng không biết, nếu không phải những người lớn trong nhà bắt chúng ta đến nơi này, thì e rằng cả đời chúng ta cũng sẽ không đến đây. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhìn khán đài khổng lồ xuất hiện mà không khỏi bất ngờ. Trong lòng Chu Dương hơi hỗn loạn, nhìn khán đài khổng lồ ngoi lên mặt đất, rồi từ từ lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng hơn 5 mét, như một cung điện trên bầu trời. Nếu cho thêm một chút hơi lạnh, tạo nên một làn khói mờ ảo trên khán đài, e rằng sẽ khiến cho người ta cảm thấy như đang ở chốn thần tiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Dương lẩm bẩm nói. Nếu như đây thật sự chỉ là một cuộc đấu giá tư nhân thì cũng quá khoa trương rồi. Mỗi lần khai trương đều làm như vậy thì tiền phí bỏ ra thật sự không ít. He he, đây chỉ là hoạt động bình thường, chả có gì to tát cả, số tiền phí đó đối với chủ nhân nơi đây không có gì đang nói. Chị Linh cười tủm tỉm nói, mở to đôi mắt đẹp đẽ nhìn lên khán đài. Rất rõ ràng, những thứ ở đây cũng rất mới lạ đối với cô ấy. Khụ khụ. Đột nhiên, ông lão trên khán đài ho khan một tiếng. Âm thanh lan tỏa mọi ngóc ngách của quảng trường. Chu Dương lúc này mới phát hiện, ở xung quanh quảng trường có rất loa, hơn nữa mỗi chiếc loa đều có giá trị không nhỏ. Nghe thấy âm thanh của ông ấy, tất cả mọi người đều im lặng, quảng trường đột nhiên rơi vào im lặng. Mọi người đều quan sát ông cụ trên khán đài chờ ông ấy tiếp tục nói chuyện. He he, chào mừng tất cả các vị, 3 năm một lần, hôm nay vừa vặn đúng thời gian, không biết người lớn trong nhà các vị có nói cho mọi người quy tắc chưa, nếu như chưa nói thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Ông cụ chậm rãi nói, âm thanh vô cùng mạnh mẽ, không thể nhận ra đây là giọng nói của một ông già 70 đến 80 tuổi. Tiếp theo, ông cụ nói về quy tắc nơi này một lần nữa. Lúc này, không ít người mới biết, ở đây có rất nhiều quy tắc. Tuy nhiên, nhiều quy tắc như vậy, đến tai Chu Dương lại chỉ có một điều. Đó chính là tại phiên đấu giá, tất cả mọi người đều phụ thuộc vào năng lực bản thân, không được xảy ra xung đột, càng không được gây rắc rối ở đây. Điểm này, Chu Dương cũng có thể hiểu được. Không cần nói đến thân phận những người ở đây, e rằng nhà nào mở phiên đấu giá cũng sẽ có quy tắc như vậy. Dù sao những người tham gia đấu giá đều là những người giàu có, nếu thực sự xảy ra xung đột thì nhất định sẽ vô cùng oanh liệt. Hơn nữa, nếu xảy ra mâu thuẫn trong buổi đấu giá thì phiên đấu giá đó còn có thể tiếp tục diễn ra sao? Cho nên, Chu Dương không hề có ý phản đối với quy tắc này. Còn những thứ khác như chào giá, chốt hàng, với Chu Dương mà nói đều là thứ yếu. 10 phút trôi qua, ông cụ mới trình bày xong tất cả quy tắc. Vậy sau đây, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Ông cụ vừa hạ lệnh, một dãy đèn đột nhiên bừng sáng, quảng trường được họ thắp sáng như ban ngày. Trên khán đài, đột nhiên xuất hiện một màn hình khổng lồ, bên trên hiện ra nhiều hình ảnh. Phản ứng của mọi người đều rất kịch liệt. Chu Dương biết, phiên đấu giá đã chính thức bắt đầu, trên màn hình liên tục xuất hiện những vật phẩm được đưa ra đấu giá. Mọi người ở quảng trường có thể tự mình chọn lựa vật mà mình muốn tham gia đấu giá. Chu Dương không hề có ý tham gia đấu giá, anh chỉ là đến xem náo nhiệt. Huống hồ, ở đây có rất nhiều người, họ đều là con cháu gia đình giàu có, là các cậu ấm quen thói ăn chơi trác táng, lần này tham gia đấu giá nhất định bọn họ sẽ rất nhiệt tình. Đối với Chu Dương mà nói, tranh giành với bọn họ những thứ không có tác dụng, hoàn toàn là không cần thiết. Nếu nói vì thể diện mà đi tranh giành những thứ không hữu dụng, thì thể diện cũng để làm gì? Sau đó phiên đấu giá thực sự diễn ra rất căng thẳng. Điều Chu Dương chú ý là số tiền đấu giá đã đạt tới hơn 100 triệu, vượt qua 10.000 tệ. Đặc biệt là bức tranh thời nhà Đường được bán với giá gần 1 tỷ đồng. Điều này khiến Chu Dương cảm thấy cạn lời. Đối với mấy cậu ấm cô chiêu kia, tiền không phải là tiền sao? Tùy tiện dùng 1 tỷ chỉ để mua một bức tranh. 1 tỷ này dùng vào việc khác không phải đáng giá hơn sao? Đây có thể là niềm vui của đám nhà giàu, phô trương, nhàm chán. Chỉ thông qua việc không ngừng tiêu tiền để thỏa mãn nội tâm trống rỗng. Không chỉ Chu Dương mà Trần Thế Hào, chị Linh, Giang Yến đều không có ý định tham gia đấu giá. Lẽ nào mấy người không có món đồ nào muốn mua? Chu Dương khẽ hỏi. Các vật phẩm đem ra đấu giá Chu Dương đều không có chút hứng thú, nhưng nếu người bên cạnh thích, anh có thể ra tay giúp đỡ. Thật nhàm chán, luôn là mấy món đồ này, chả có món nào vừa mắt. Chị Linh lắc đầu, thất vọng nói, xem ra là thực sự không chút hứng thú với mấy vật phẩm đấu giá này.
những người khác cũng không quan tâm lắm. Xem ra chúng ta chuyến này đến đây công cốc rồi, tuy nhiên mở mang chút kiến thức cũng tốt, chỉ ít chúng ta có thể thấy đám con cháu của các đại gia tộc kia sẽ phá sản như vậy, he he. Chu Dương tặc lưỡi ngạc nhiên, trong lòng không ngừng cảm thán khi nhìn đám con cháu nhà giàu xung quanh liên tục trả giá. Chương 470, viên đá 100 triệu tệ. Thời gian trôi qua thật nhanh, những cậu ấm nhà giàu ở trong buổi đấu giá suốt đến 12 giờ khuya. Bây giờ đã đến 12 giờ rồi, tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá hôm nay. Ông cụ trầm giọng nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Theo tiếng nói trầm xuống của ông, trên màn hình lớn dần hiện ra một vật phẩm đấu giá. Nhưng đến khi vật phẩm đấu giá này được hiện rõ, toàn hiện trường lại vô cùng yên tĩnh. Không một ai lên tiếng ra giá. Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người sững sờ nhìn vật phẩm đấu giá trên màn hình, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không? Hay là bán đấu giá nhầm? Đến cả Chu Dương, nhìn thấy vật phẩm đấu giá này cũng im lặng một lúc lâu. Bởi vì vật phẩm cuối cùng hiện lên màn hình là một viên đá. Viên đá thì thôi, ít nhất tạo hình hoặc chất liệu phải vô cùng quý giá mới phải. Nhưng trong bản giới thiệu của viên đá này, chỉ viết rõ nó chỉ là một viên đá bình thường không có gì lạ. Tạo hình không có. Chất liệu là kiểu có thể nhặt bừa được trên đường. Hơn nữa, kích thước của viên đá cũng không lớn, chỉ lớn bằng một hột đào. Vãi, cái thứ đồ chơi này là gì? Coi tiền của chúng ta không phải tiền à? Đúng vậy, chẳng có chút thành ý nào, lại mang viên đá kia đến để lừa chúng ta sao? Đúng vậy, nếu có ai trả giá thì tôi sẽ ăn luôn viên đá đó. Chỉ là một viên đá nhặt bừa trên đường, tiêu tiền uổng phí làm gì? Đúng vậy, chẳng có gì vui, còn tưởng ở đây có thể gặp được báu vật gì, kết quả chả có cái gì hết, đúng là quá làm người ta thất vọng, đi thôi, đi thôi. Ngay lập tức, trên quảng trường không ít người nhao nhao bày tỏ sự bất mãn của mình. Hơn nữa, còn có vài người bỏ đi thẳng, không thèm quan tâm có người trả giá cho viên đá kia hay không. Sao nào, có muốn về không? Trần Thế Hào cũng thu lại ánh mắt, nhìn mấy người Chu Dương khẽ hỏi. Ông ấy đồng ý cùng bọn họ đến đây hôm nay, hoàn toàn chỉ là đi cùng, không đấu giá được bất cứ vật phẩm nào. Thậm chí mấy người này cũng chưa hề lên tiếng trả giá. Giống như bọn họ chỉ là một khán giả bình thường. Trái lại, Trần Thế Hào phát hiện một người bạn cũ của mình còn đấu giá được một vòng ngọc hơn 10 triệu tệ. Chúng ta cứ đi như vậy không phải là đến uổng công sao, dù sao viên đá cuối cùng này cũng chẳng ai mua, giá cả cũng không đắt, hay cứ mua về coi như làm vật kỷ niệm đi. Chu Dương cười nói, sau đó chậm rãi trả giá. Hơn nữa giá anh trả cũng là giá khởi điểm. 100.000 tệ. Đối với Chu Dương bây giờ, 100.000 tệ cũng không tính là đắt. Hơn nữa anh cũng có năng lực gánh vác chừng này. Quan trọng nhất là tối nay đến đây, Chu Dương vẫn luôn có cảm giác xao động khó hiểu trong lòng, giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, lúc bắt đầu người của Phương Lỗi chủ động làm phiền bọn họ, chuyện đó không tính. Hơn nữa, Chu Dương cảm thấy nếu bọn họ cứ về như vậy vẫn hơi tiếc nuối. Như lời ông cụ vừa nói, phiên bán đấu giá này 3 năm tổ chức một lần. Nếu như lần này không đấu giá được vật phẩm nào, vậy muốn mua được vật phẩm đấu giá thì phải chờ đến 3 năm sau. Hơn nữa 3 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì chẳng ai biết được. Việc Chu Dương trả giá đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quảng trường. Địch, thật sự vẫn có người trả giá ư? Ai thấy tôi ngứa mắt vậy, chẳng lẽ muốn tôi ăn viên đá thật sao? Ha ha, xem ra là có người ngứa mắt với cậu Hứa, muốn cậu ăn viên đá đó. 100.000 tệ đi ra quán ba chơi một tối, tìm mấy cô em xinh đẹp không hay hơn à? Thế mà mua một viên đá vụn ở ngoài đường. Ha ha, mặc kệ, dù sao loại ngu ngốc này năm nào cũng có, hôm nay thấy được cũng chẳng có gì lạ, chúng ta mau đi thôi, tôi đã gọi mấy cô em xinh đẹp rồi, muộn hơn nữa là không có phần của chúng ta đâu. Tuy có không ít người cảm thấy ngạc nhiên với việc Chu Dương đột nhiên trả giá, nhưng mọi người thật sự không hề hứng thú với viên đá kia. Cũng không có ý nghĩ tiếp tục trả giá nên trực tiếp rời đi. Chỉ 5 phút ngắn ngủi, số người trên cả quảng trường chớp mắt đã giảm đi một nửa. Bên ngoài quảng trường, tiếng nổ máy của chiếc xe thể thao hạng sang vang lên không dứt. Trong một góc quảng trường, Phương Lỗi nhìn thấy người trả giá là Chu Dương, lập tức trở nên vô cùng tức giận. Hôm nay hắn bị mất mặt trong tay Chu Dương, hơn nữa còn có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó,
sau khi quay về nhất định sẽ có những lời bàn tán xôn xao truyền khắp thủ đô. Nói hắn ta đường đường là cậu ấm Phương gia mà ở Tương Tây lại bị một tên quê mùa làm nhục. Hơn nữa còn là một tên quê mùa bỏ ra 100.000 tệ để mua một viên đá trên đường. 150.000 tệ. Phương Lỗi thầm cười đắc ý, thẳng thừng trả giá. Hắn ta đã quyết định, nếu Chu Dương đã lên tiếng muốn trả giá viên đá kia thì hắn sẽ tăng giá, bẫy Chu Dương một trận. Chu Dương nhíu mày thắc mắc khó hiểu, thế mà vẫn có người đấu giá với mình. Phải biết rằng, vừa nãy sau khi ông cụ kia giới thiệu xong viên đá này, đã tròn 10 phút không có động tĩnh gì. Sau khi anh mở miệng trả giá lại có không ít người giễu cợt anh. Sao bây giờ đột nhiên lại có người bắt đầu trả giá? Hơn nữa một lần đã trả cao gấp rưỡi. 200.000 tệ. Chỉ là Chu Dương cũng không quan tâm, 100 hay 200.000 cũng không khác nhau là bao. Tóm lại dù gì anh cũng muốn mua một vật kỷ niệm ở đây, nếu không tay không quay về sẽ có cảm giác trống trải trong lòng. 300.000 tệ. 350.000 tệ. 500.000 tệ. 1 triệu tệ. Khi Chu Dương xác định giá 1 triệu tệ, lúc này người ở lại trên quảng trường chỉ còn rải rác vài người, lúc này cuối cùng Chu Dương cũng có thể thấy rõ là ai đang một mực đấu giá với anh. Quả nhiên là hắn. Chu Dương nhìn dáng vẻ khiêu khích của người kia, trong lòng cảm thấy lạnh lùng. Quả nhiên là Phương Lỗi. Anh không ngờ ở thời khắc cuối cùng, Phương Lỗi lại cố ý chơi xấu mình. Chu Dương có thể xác định rằng Phương Lỗi luôn đấu giá với mình, hơn nữa mỗi lần đều chỉ tăng hơn mình 50.000 tệ, rõ ràng là cố tình chơi xấu. Chu Dương không cho rằng Phương Lỗi có ý định muốn lấy viên đá này. Nhưng có thể trong quá trình đấu giá không ngừng với Chu Dương sẽ thuận tiện gài bẫy, điều này phù hợp với lợi ích và suy nghĩ của Phương Lỗi. Phương Lỗi này muốn mình tốn nhiều tiền hơn sao? Chu Dương mơ hồ thầm suy đoán, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Có điều nếu như Phương Lỗi đã chọn làm vậy, thì có nghĩa hắn ta coi lời trước đây anh nói như gió thoảng qua tai, nhất định muốn lấy đá chọi đá với anh. 1 triệu tệ này chính là lần trả giá cuối cùng của Chu Dương. Nếu như Phương Lỗi tăng giá lần nữa thì Chu Dương sẽ bỏ luôn. Nhưng sau này, cứ mỗi lần gặp lại Phương Lỗi, Chu Dương đều sẽ cho hắn ta biết kết quả của việc đấu với anh. Quả nhiên, sau khi Chu Dương trả giá 1 triệu tệ, Phương Lỗi cười nhếch mép nhìn Chu Dương. Trên mặt không che giấu được sự giễu cợt và vui sướng. Nếu như anh bạn kia thích viên đá này như vậy, tiêu phí 1 triệu tệ chỉ để mua một viên đá vụn thì tôi sẽ giúp anh hoàn thành ước nguyện, không dành với anh nữa. Phương Lỗi cười khẩy nhìn Chu Dương. Còn những người khác xem náo nhiệt lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Rõ ràng vừa rồi quá trình đấu giá đặc sắc và kích thích như vậy, vì một viên đá vụn trên đường mà hai người trả giá đến 200.000 tệ. Xem có vẻ còn đặc sắc hơn mấy màn đấu giá mấy triệu tệ, thậm chí 100 triệu tệ. Mọi người còn tưởng tượng viên đá này cuối cùng sẽ được trả giá cao đến đâu. Không ngờ mới đến 1 triệu tệ đã có người dừng lại. Chương 471, quay về. Ôi, thật nhạt nhẽo, cứ tưởng có thể đấu đến cao hơn cơ, không ngờ 1 triệu tệ đã kết thúc rồi. Đúng vậy, tôi nhận ra cái người đấu giá kia rồi, là Phương Lỗi của Phương gia ở thủ đô. Hả? Thế sao, đến một người không quen biết Phương Lỗi cũng không đọ nổi. Ha ha, ai mà biết được, nói không chừng hắn không có nhiều tiền như thế, không chi nổi tiền nữa. Mọi người thấy viên đá này cuối cùng cũng được định giá ở 1 triệu tệ, lúc này rất thất vọng. Thế nhưng sau khi khiêu khích châm chọc một lúc thì cũng lục đục ra về. Mà bên mở đấu giá nhìn thấy không ai tiếp tục ra giá nữa thì giải quyết nhanh gọn. Thú vị ở chỗ mấy người Chu Dương lần này coi như không phí công đến, ít nhất cũng đạt được 1 viên đá. Tuy rằng không ai biết được hòn đá này rốt cuộc có gì đặc biệt mới có thể khiến bên bán đấu giá xếp viên đá này nằm cuối cùng. Thế nhưng cũng không ngăn tránh được sự chê bai của người ngoài. Ha ha, bỏ ra 1 triệu tệ để mua 1 viên đá. Xem ra nhà quê quả nhiên là quê mùa không có chút kiến thức gì, còn tưởng đây là của báu vật lạ gì hay sao? Là của báu vật lạ mà còn đến lượt cậu hét giá à? Phương Lỗi chậm rãi ra về, lúc đi ngang qua cách đám người Chu Dương không xa còn cố bóng gió. Làm sao, lại muốn nếm thử mùi vị của nắm đấm ư? Chu Dương cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ lãnh đạm nói một câu đã khiến Phương Lỗi hoảng hốt bỏ chạy. Ngay sau đó, Chu Dương và bên đấu giá tiến hành giao nhận viên đá và 1 triệu tệ. Nhìn viên đá trong tay, Chu Dương cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Điều đặc biệt duy nhất đại khái là đặt nó trong lòng bàn tay có thể cảm giác được hơi mát lạnh truyền đến khiến Chu Dương tỉnh táo hơn.
Đi thôi, xong rồi. Chu Dương vừa cười vừa nói, không ngừng nghĩ đến viên đá trong tay mình, nở một nụ cười hài lòng. Trong mắt người khác bỏ ra 1 triệu tệ mua viên đá này chẳng khác gì hành vi của một tên ngốc. Theo cách nói của mấy công tử bột thì Chu Dương có tiền mà không biết tiêu. Thế nhưng Chu Dương không quan tâm, lần này đến đây chẳng qua là để xem náo nhiệt, mua được gì hay không anh cũng chẳng quan tâm. Mà cuối cùng lại được viên đá này, cùng lắm cũng coi như là vật kỷ niệm mà thôi. Vật kỷ niệm có giá 1 triệu tệ, thực sự là hơi đắt nhưng bây giờ Chu Dương cảm thấy cũng chẳng sao. Chẳng mấy chốc mọi người lái xe rời đi. Chu Dương còn muốn mời Giang Yến và chị Linh đi ăn nhưng dưới con mắt đầy hăm dọa của Thẩm Bích Quân anh đành chịu thua. Chị Linh cũng như phòng trộm, sống chết đề phòng Chu Dương, căn bản không cho anh cơ hội tiếp cận Giang Yến. Điều này khiến Chu Dương cũng rất khó xử. Chẳng lẽ mình biểu hiện rất thích thú Giang Yến hay sao? Không rõ ràng như thế chứ. Cho nên bọn họ tách nhau ra 2 lối tại trung tâm thành phố. Giang Yến thì phải về Giang gia. Còn đám người Chu Dương thì lại phải trở về khách sạn. Cùng lúc đó, đám con cháu nhà giàu từ buổi đấu giá đi ra cũng nhao nhao đến trung tâm thành phố Trường Sa. Hôm nay bọn họ xuất hiện ở buổi đấu giá, vốn là trực tiếp qua đó, dọc đường cũng không ghé qua chỗ nào khác. Cho nên sau khi buổi đấu giá kết thúc, bọn họ mới có thời gian đi đập phá một phen. Nhiều cậu ấm như thế, hơn nữa đều là người có tiền tất nhiên làm chấn động không ít quán bar trung tâm thành phố. Trừ những lời ca ngợi tán dương đám người này chi tiêu hào phóng ra, không ít người cũng biết rằng Trường Sa có một tên ngốc bỏ ra 1 triệu tệ mua một viên đá nằm đầy trên đường. Những nơi như quán bar thì thông tin truyền ra ngoài lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc, những thông tin này đã truyền đi khắp cả Trường Sa. Có không ít người cảm thán, trên cái thế giới này có nhiều người cổ quái thật. Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bỏ ra tận 1 triệu tệ mua 1 viên đá nằm đầy trên đường, sợ rằng cũng chỉ là tên phá gia chi tử hoặc là não có vấn đề mới làm được việc này. Nhưng mà, những điều này Chu Dương đều không hay biết. Khi về đến khách sạn đã sắp 3 giờ sáng. Rửa mặt xong, Chu Dương nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ lại lấy viên đá 1 triệu tệ ra đặt trước mắt, tỉ mỉ quan sát. Chỉ xem vẻ bên ngoài của viên đá này thì thực chất không khác gì với những viên đá thường thấy nằm ngoài đường. Hơn nữa cũng không có tạo hình gì đặc biệt để có thể khiến người ta chú ý đến. Nếu vứt nó ở bên ngoài, căn bản sẽ không có người biết rằng viên đá này có giá trị 1 triệu tệ. Thế nhưng cầm nó trên tay, Chu Dương lại nhạy bén phát hiện có gì đó không bình thường. Tính chất của viên đá này cực kỳ tinh tế. Sờ trong lòng bàn tay, không thô ráp một chút nào. Mà ngược lại, là một loại cảm giác mượt mà khiến Chu Dương một khi sờ vào có chút yêu thích không buông tay ra được. Viên đá này sao lại khiến mình cảm thấy không đơn giản chút nào. Chu Dương lẩm bẩm, quan sát viên đá, càng xem càng nghiêm túc hơn. Chu Dương chưa từng biết, cũng chưa từng nghe được bất kỳ thông tin gì về phiên đấu giá tư nhân kia. Hơn nữa lần này, 5 đại gia tộc của tỉnh Tương Tây trừ Giang Yến đi cùng chị Linh ra còn lại không có một ai có mặt ở đó. Hơn nữa đến buổi đấu giá hôm nay, dường như đều là con cháu của các đại gia tộc, nhìn tuổi tác hầu như chưa người nào qua 30 tuổi. Chu Dương không cho rằng một nơi như thế này lại lấy ra 1 viên đá bình thường, không có gì đặc biệt để đấu giá. Hơn nữa lại để nó làm sản phẩm đấu giá cuối cùng, coi nó như bảo bối áp tủ. Có lẽ những suy nghĩ như thế này cũng đã từng xuất hiện trong đầu của những người khác. Nhưng rất nhanh đã bị bọn họ bài trừ. Theo dự tính của Chu Dương, kết quả như thế này cũng không có gì là lạ. Bởi vì đám cậu ấm cô chiêu này theo quan niệm nuôi dưỡng của các gia tộc từ trước đến nay đều rất xa hoa. Đối với danh họa hoặc các loại đồ cổ có thể còn chút hứng thú. Nói đến viên đá này, bọn họ có thể cũng từng nghĩ có phải có điểm gì đặc biệt hay không. Nhưng về vấn đề thể diện, bọn họ không thể bỏ qua thể diện mà đi đấu giá 1 viên đá như thế này. Nếu như không ai cần, chứng tỏ viên đá này có lẽ thực sự không có tác dụng gì. Thế nhưng người mở bán đấu giá kia lại không giống người thường, họ sẽ đưa 1 viên đá vô dụng đi đấu giá sao? Hơn nữa, Chu Dương còn chú ý đến một điểm. Các vật phẩm trước, khi xuất hiện người mở đấu giá ít nhiều đều giới thiệu lai lịch hoặc xuất thân của sản phẩm. Thậm chí người đó còn mỉm cười đưa bầu không khí cả sân khấu nóng lên. Thế nhưng viên đá xuất hiện cuối cùng này thì lại không có chút phản ứng nào. Chỉ nhìn khán giả rồi khẽ giới thiệu đơn giản những gì có trên màn hình. Thậm chí biểu hiện có chút bất mãn, sau đó trực tiếp rời đi.
Biểu hiện thờ ơ như vậy khiến cho Chu Dương cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lên tiếng hét giá. Cùng lắm thì coi như viên đá này là một vật kỷ niệm đi. Tuy rằng vật kỷ niệm này hơi đắt, theo miệng nâng giá ảo ảo của Phương Lỗi nên đã tiêu tốn của anh 1 triệu tệ. Thế nhưng thế này cũng coi như đáng giá rồi. Có điều, bây giờ xem lại, viên đá này thực sự không phải là một viên đá bình thường. Nếu không thì đặt nó trong lòng bàn tay cũng sẽ không thể có cảm giác mát lạnh như vậy. Thế nhưng ngắm nghía thế nào thì cũng chỉ giống như những viên đá bình thường, tại sao lại có cảm giác đặc biệt như thế chứ? Chắc chỉ có người mở đấu giá mới biết được. Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ. Ngay sau đó, anh đưa ra quyết định mang viên đá này bên mình như vật tùy thân. Chương 472, bầu không khí cổ quái ở Trương gia. Mặc dù trong thời gian ngắn như thế cũng không nghĩ ra viên đá này có thể có tác dụng gì nhưng cứ tiện đem theo bên người là được, thời gian còn dài, sau này nói không chừng lại thấy được điều gì thần kỳ trong nó. Với lại đêm đã khuya lại đang cơn buồn ngủ, Chu Dương cứ thế ngủ thiếp đi. Còn viên đá kia vẫn nằm trong tay Chu Dương, áp sát vào ngực. Cứ thế đêm dần khuya, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Bỗng nhiên viên đá kia phát ra tia sáng yếu ớt. Thế nhưng tất cả những chuyện này, Chu Dương đều không hề nhìn thấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Dương cũng không hề để ý đến viên đá có gì thay đổi hay không mà bỏ nó vào túi rồi cứ thế đi ra ngoài. Chuyện đấu giá ngày hôm qua đối với Chu Dương mà nói cũng chỉ là chuyện thoáng qua, không có quan hệ gì với những việc anh cần làm tiếp theo. Trước đây Chu Dương từng liên lạc với Trương Thái Viêm của Trương gia, muốn ông ta làm trung gian giúp đỡ Tôn Việt cùng Trương gia phát triển ngành truyền thông tại tỉnh Tương Tây. Tôn Tổng, chuẩn bị xong chúng ta xuất phát luôn chứ? Tìm thấy Tôn Việt, phát hiện ra ông ấy đã thu dọn được kha khá rồi, Chu Dương cười nói. Lần này, anh cùng Tôn Việt đi đến Trương gia, chỉ đem theo một người là Ngưu Xuyên. Còn những người khác, ở lại khách sạn là được rồi. Dù sao lần này đến Trương gia, Chu Dương cũng không biết được phải mất bao nhiêu thời gian. Khi Chu Dương, Tôn Việt và Ngưu Xuyên đi đến Tương Tây, còn chưa kịp khởi hành đến Trương gia thì người của Trương gia đã ra nghênh đón. Bọn họ nhận lệnh của Trương Thái Viêm lão gia, đứng ở đó chờ tiếp đón đám người Chu Dương. Ngay sau đó, mấy người họ đi đến Trương gia. So với lần trước Chu Dương đến, bây giờ Trương gia khiến Chu Dương cảm thấy bầu không khí tương đối nặng nề bí bách. Bất kể là đoàn người tiếp đón lúc nãy hay là bảo vệ đứng ở cửa nhà Trương gia cho đến người giúp việc bên trong. Dường như bọn họ đang cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó, cố không để bản thân suy sụp. Ngay từ giây phút đầu Chu Dương đã nghĩ tới lời Trương Kiệt lần trước nói với mình. Trương Viêm Thái đã tìm được người bí mật truyền tin cho Giang gia chính là con trai độc nhất của Trương Luân Trương Đào. Hơn nữa Trương Viêm Thái lão gia thủ đoạn cứng rắn đã trừng trị Trương Đào với Trương Luân. Vì thế không khí đè nén căng thẳng ở Trương gia bây giờ, chỉ sợ là nỗi sợ hãi lúc đó lưu lại, còn chưa gạt bỏ được. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dương âm thầm kinh hãi. Không biết Trương lão gia rốt cuộc đã làm gì để khiến cảnh tượng tiêu cực này tồn tại được đến bây giờ, cũng phải hơn nửa tháng rồi đấy. Chẳng lẽ đến bây giờ Trương gia còn chưa dịu đi chút nào? Chu Dương, Tôn Việt, Ngưu Xuyên ba người nhanh chóng gặp Trương Thái Viêm tại sân sau của Trương gia. Khoảng khắc nhìn thấy ông ta, lông mày Chu Dương liền cau lại. So với lần trước gặp Trương lão gia, bây giờ có thể nhìn ra Trương Thái Viêm tiểu tụy hơn rất nhiều, hơn nữa tóc bạc trên đầu càng nhiều hơn. Trước đây, trên đầu Trương lão gia cũng có tóc bạc nhưng rất ít, hình như chỉ có vài sợi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy một mảng trắng bạc như tuyết. Điều này khiến Chu Dương kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn này Trương gia đã xảy ra chuyện gì? Nếu như chỉ giống những lời Trương Kiệt lúc đó nói với mình thì Chu Dương tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vì nếu chỉ đến mức độ như thế thì không thể nào có thể khiến Trương lão gia biến thành bộ dạng như lúc này. Đây rõ ràng là dấu hiệu sức lực tiêu tụy, hơn nữa nhìn bộ dạng này thì tâm trạng của ông ta cũng cực kỳ tệ. Trên làn da mỏng, bọng mắt cũng nhăn nheo cụp xuống, hai mắt không có tinh thần. So với Trương lão gia tinh thần phấn chấn lúc trước, dường như là hai người khác nhau. Trương lão gia, ông! Chu Dương vội vàng tiến lên vài bước, dìu Trương lão gia. Đến cả khi lên tiếng, giọng nói Chu Dương cũng hơi run rẩy. Tuy rằng, trước đây anh với Trương lão gia có những tranh luận và bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt, hai bên đều đã giải quyết hết các mâu thuẫn. Trừ những chuyện này, Trương Viêm Thái dù sao cũng là ông nội Trương Kiệt, đối với Chu Dương mà nói, cũng xem là bề trên.
Theo lý mà nói, Chu Dương nên giữ thái độ tôn trọng và kính cẩn với Trương Viêm Thái. Bản thân Chu Dương cũng thực sự đã đối đãi như thế với ông ta. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trương lão gia biến thành bộ dạng như bây giờ, dù Chu Dương có kiên cường đến mấy, cũng cảm thấy đau lòng. Nhân sinh vô thường, anh không ngờ, bản thân sẽ tận mắt nhìn thấy bậc trưởng bối trong thời gian ngắn mà già đi nhiều như thế. Giống như trước đây Trương lão Viêm đã bị thời gian giam giữ. Nhưng trên thực tế, thời gian lại qua đi rất lâu rồi. Mà bây giờ, thời gian giam cầm Trương Viêm Thái lão gia đã biến mất, dòng chảy thời gian của thế giới bên ngoài lại không có thay đổi gì. Một ông cụ bị giam cầm đột nhiên bị giải thoát ra đối mặt với dòng thời gian bên ngoài, di chứng sau khi bị thời gian giam cầm bỗng nhiên toàn bộ đều bộc phát trở lại. Ha ha, không sao, người già là thế, không việc gì phải kinh ngạc, ngồi đi. Nhưng Trương Viêm Thái hình như rất lạc quan, đối mặt với những biến đổi của bản thân không cảm thấy cảm giác bi quan gì, ngược lại còn nghĩ rất thoáng. Đến lúc này, Chu Dương mới chú ý tới, bên cạnh Trương lão gia có một ông cụ hầu hạ. Mà ông cụ này anh chưa từng gặp bao giờ. Người Trương gia nhiều như vậy, một hai người anh chưa từng gặp cũng là bình thường. Nhưng trước đây Trương Kiệt hình như chưa bao giờ nhắc đến bên cạnh Trương lão gia có ông cụ nào hầu hạ. Vì thế, Chu Dương nhìn ông cụ này thêm mấy lần, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hơi thở của người này quá ổn định. Trông có vẻ đã tầm 60, 70 tuổi, tuy rằng so với Trương lão gia vẫn là nhỏ tuổi hơn, nhưng người đã đến lúc già, bình thường hơi thở sẽ có chút hỗn loạn, không ổn định giống như vậy, ông cụ này giống như một trung niên khỏe mạnh. Chu Dương vội vàng nhìn về phía Ngưu Xuyên, bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có thể ông cụ này là võ giả. Ngay lúc Chu Dương nhìn về Ngưu Xuyên, Ngưu Xuyên cũng nhìn về Chu Dương, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Chu Dương thì nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, không chỉ có Chu Dương mà ngay cả sắc mặt của Ngưu Xuyên dường như cũng nặng nề hơn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ có thể bắt gặp một võ giả ở trong nhà Trương gia, ngay bên cạnh Trương lão gia. Phải biết rằng, Ngưu Xuyên vì sao có thể lợi hại như vậy, bất kể là gặp phải người nào hay vệ sĩ nào đều có thể xử lý nhanh gọn như thế. Chính là vì Ngưu Xuyên là một võ giả. Tuy nhiên, dựa vào cách nói của Ngưu Xuyên về bản thân, cậu ấy cũng chưa phải là một võ giả chân chính. Võ giả chân chính, rèn luyện gân cốt da thịt, tố chất thân thể vô cùng tốt, một khi khí lực trên tay phát ra, có thể đạt đến nghìn cân. Mà Ngưu Xuyên chưa chạm đến trình độ của võ giả, trên thực tế vẫn có một khoảng cách nhất định với võ giả chân chính. Ngưu Xuyên từng nói, nếu cậu ấy gặp phải võ giả chân chính, cơ bản là chống đỡ không được mấy chiêu mà bại trận ngay. Mà bây giờ đứng bên cạnh Trương Viêm Thái lại là một võ giả, rất có khả năng là võ giả chân chính. Có điều Chu Dương nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy rằng không biết rằng bên cạnh Trương Viêm Thái tại sao lại có một võ giả, nhưng lần này anh đến Trương gia, cũng không phải là để bới lông tìm vết, mà đang tìm kiếm sự hợp tác. Trương lão gia, lần này tới, tôi muốn giới thiệu với ông một người, vị này là Tôn Việt, quản lý Hiệp hội ngành truyền thông Đông Hải và cũng là tổng biên tập của công ty truyền thông lớn nhất Đông Hải. Không nói vòng vo, Chu Dương trực tiếp giới thiệu một lượt về Tôn Việt. Lý lịch thân thế Tôn Việt cực kỳ phong phú, là một nhân tài ở ngành truyền thông ở Đông Hải, thực sự là một lão luyện trong ngành. Bây giờ đến tỉnh Tương Tây, nếu cho ông ấy không gian phát triển thì tuyệt đối không hề kèm ở Đông Hải. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tôn Việt vẫn còn trẻ, mới hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú, sức lực dồi dào, có nhiều thời gian và tinh lực để làm việc. Chương 473, bầu không khí cổ quái ở Trương gia 2. Trương Thái Viêm lão gia, chào ông. Tôn Việt vội vàng đứng dậy, chào hỏi Trương Thái Viêm. Tính ra, dù xét về tuổi tác hay xét trong ngành truyền thông thì Trương Thái Viêm đều được coi là bề trên của Tôn Việt. Vì thế cần phải có sự tôn trọng. Ừ, chào Tôn tiên sinh, không biết hôm nay mấy người tới tìm tôi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, nếu không có vấn đề gì lớn, tôi nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. Trương Thái Viêm cười nói, có lẽ ông ta cũng đoán được đôi chút về mục đích mấy người Chu Dương đến đây. Nhất là lúc Chu Dương giới thiệu thân phận của Tôn Việt, ông càng chắc chắn hơn. Là như này. Tiếp sau đó, Chu Dương nói hết ý kiến của mình. Lúc này, Chu Dương cũng chẳng có ý định giấu giếm những sắp xếp liên quan tới ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây. Đứng trước Trương Thái Viêm, chỉ sợ tất cả mọi chuyện trong ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây đều không thoát nổi tầm kiểm soát của ông ta. Cho nên thay vì làm một số việc trục lợi, chỉ bằng cứ thẳng thắn với ông ta, vừa có thể khiến ông ta hiểu được thành ý của họ,
mà có khi tâm trạng của ông tốt sẽ truyền lại cho chút kinh nghiệm. Chuyện này dù đối với Chu Dương hay Tôn Việt đều rất có lợi. Nói xong, Chu Dương liền âm thầm chờ đợi, anh cần cho ông ta chút thời gian suy nghĩ. Dù sao, ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây thì có gần nửa là của Trương gia. Còn việc hợp tác mà Chu Dương đề ra, chắc chắn là muốn chiếm giữ và lợi dụng nguồn tài nguyên truyền thông Trương gia đang có. Lợi và hại trong chuyện này không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Trước hết, trong ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây, Trương gia đã chiếm gần nửa, nên họ sẽ nằm ở vị dẫn đầu thậm chí là vị trí chủ đạo. Dù có hợp tác với Chu Dương hay không, thì cũng không ảnh hưởng gì tới sức ảnh hưởng của Trương gia trong ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây. Thứ hai, nếu như hợp tác với Chu Dương, Trương gia ắt phải bỏ ra một số nguồn tài nguyên trong tay, cho Chu Dương sử dụng. Mà nguy hiểm trong chuyện đó cũng không thể nói rõ. Ngộ nhỡ Chu Dương nhân lúc Trương gia lơ là cảnh giác, lén làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của Trương gia, đến khi đó sợ rằng Trương gia có muốn ngăn cản cũng không kịp. Với lại, một khi đám người Chu Dương tiến quân vào ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây, tuy có thể hợp tác với Trương gia, chèn ép các công ty truyền thông khác. Nhưng sau cùng, miếng bánh, ngành truyền thông tỉnh Tương Tây lớn như vậy, đuổi hết những người khác đi, cuối cùng chỉ còn lại thế lực của Trương gia và Chu Dương. Vậy thì dưới lợi ích tiền bạc có hạn như vậy, giữa hai bên ắt sẽ tranh giành ra người thắng cuộc cuối cùng. Còn người thắng cuộc này là ai thì chẳng ai có thể nói trước được. Dù Trương Thái Viêm có tự tin vào mình, tự tin vào Trương gia đến đâu, nhưng một khi hợp tác với Chu Dương, đến khi đó, sức ảnh hưởng và thế lực của Chu Dương ở trong ngành truyền thông chưa chắc đã kém hơn Trương gia. Khi đã đến bước đường đó rồi, Trương gia tiến hay lùi cũng đều khó. Dù sao, có lẽ cả Trương gia và Chu Dương đều sẽ không nhượng bộ. Mà Chu Dương đã điều chỉnh và tổ hợp lại ngành truyền thông ở Đông Hải, thành lập nên Hiệp hội Truyền thông. Nếu như đến khi đó hai bên xảy ra tranh chấp về chuyện này, thì phải nghe ai đây? Cho nên sau khi trầm tư suy nghĩ một hồi, Trương Thái Viêm vẫn không đáp lại Chu Dương ngay. Chuyện này tôi vẫn cần suy nghĩ thêm, dù sao, muốn vội cũng không được. Nếu gần đây cậu không có chuyện gì, thì cứ ở Trương gia nghỉ ngơi vài ngày, nói chuyện thêm với Trương Kiệt, gần đây nó rất buồn phiền, tôi cũng hơi lo. Ba ngày sau tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Trương Thái Viêm nói xong, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chu Dương đương nhiên cũng để ý tới chuyện này. Từ lúc gặp ông đến giờ, ít nhất có 4 lần, Trương Thái Viêm mệt mỏi muốn ngủ. Chu Dương không biết, liệu có phải con người ta khi tới độ tuổi này, sẽ trở nên như vậy, hay là vì lý do nào khác. Nhưng nơi đây cũng không có người thân nào, Chu Dương cũng không tiện hỏi gì và càng không muốn nói, đối diện với một võ giả chân chính, dù có Ngưu Xuyên ở đây thì Chu Dương vẫn cảm thấy thua kém. Sau khi từ biệt Trương lão gia, dưới sự dẫn dắt của người giúp việc, ba người Chu Dương lại một lần nữa ở trong khu nhà mà họ đã ở trước đó. Sau khi để Tôn Việt và Ngưu Xuyên tự ý đi lại, Chu Dương ra ngoài tìm Trương Kiệt, anh có rất nhiều điều chuyện muốn nói trực tiếp với Trương Kiệt. Sau khi ba người Chu Dương rời khỏi khu nhà Trương lão gia ở, Trương Thái Viêm vừa ngủ kia lại từ từ mở mắt, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Đi cả rồi chứ? Ông ta trầm giọng nói. Giọng điệu hiện rõ vẻ buồn phiền và bất lực. Ừ, đi hết rồi. Chẳng lẽ ông đã quyết thật rồi sao? Ông cụ kia thản nhiên nói, giọng điệu nói với ông ta không hề có ý khiêm nhường. Trái lại, khi ở trước mặt Trương Thái Viêm, như thể ông mới là người bề trên. Ừ, đã quyết rồi. Tình hình hiện giờ đã trở nên như vậy. Nếu như không quyết, một khi tôi xảy ra sự cố gì, thì khi đó e là cả Trương gia sẽ phải đối mặt với thách thức cực lớn, có khi còn không vượt qua nổi. Giọng nói Trương Thái Viêm tràn ngập tiếc nuối, thậm chí còn có chút hối hận. Được, nếu ông đã quyết, tôi sẽ giúp ông chăm sóc Trương gia 30 năm. Ông cụ kia thờ ơ nói, như thể thời gian 30 năm chỉ là cái chớp mắt. Nếu như Chu Dương ở đây, nghe được lời này, nhất định sẽ ngạc nhiên, há hốc mồm. Giúp Trương lão gia trông nom Trương gia 30 năm. Đừng nói là 30 năm, chẳng lẽ trong mắt ông, chỉ là sự tồn tại thoáng chốc. Nên nói ông muốn trông nom Trương gia. Điều này rốt cuộc dựa vào điều gì mà đến? Phải biết rằng, Trương gia hiện giờ vẫn thuộc 5 gia tộc lớn của tỉnh Tương Tây. Cho dù ngày nào đó, Trương Thái Viêm xảy ra chuyện, không thể tiếp quản Trương gia, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, Trương gia vẫn sẽ là một trong 5 đại gia tộc. Huống chi, thế lực gia tộc mà Trương gia xây dựng được trong mấy chục năm qua, muốn đạp đổ, e là cũng khó. Với lại, Trương Luân và Trương Anh vẫn còn đó.
dưới sự quản lý của họ, tương lai của Trương gia khó mà nói trước. Hơn nữa, dù cho bốn đại gia tộc còn lại ở tỉnh Tương Tây có căm ghét Trương gia tới đâu, một khi Trương Thái Viêm còn, bọn họ vẫn phải kiềm chế lại. Nhưng một khi ông ta mất, bọn họ dốc toàn bộ sức lực tấn công, Trương gia có thể cản được hay không vẫn là cả vấn đề. Thế nhưng, khi những tình huống này đều không được đề cập tới, ông lão này đã thề thốt nói sẽ bảo vệ Trương gia 30 năm. Điều này cần rất nhiều sức mạnh và sự tự tin. Cho dù là một võ giả, thì e rằng ông cũng không làm được nhiều như vậy. Nhưng thực tế, ông ta lại không phải là một võ giả chân chính về mặt ý nghĩa, đương nhiên, có rất nhiều chuyện chỉ có ông và Trương Thái Viêm biết với nhau. Mà còn vì ông ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của Trương Thái Viêm vào mười mấy năm trước. Khó khăn lắm Chu Dương mới tìm được Trương Kiệt, lại thấy được tình trạng bây giờ của Trương Kiệt khác hẳn so với lúc trước tới Trường Sa tìm anh. Tình trạng Trương Kiệt vô cùng tệ, không có tinh thần, đôi mắt vô hồn, hơn nữa, động tác trì trệ chậm chạp. Cả người giống như bị người khác rút hết sức lực. Chương 474, trúng độc. Trương Kiệt, rốt cuộc cậu bị sao thế? Chu Dương lo lắng, vội hỏi. Tình trạng hiện giờ của Tương Kiệt khiến anh rất lo, như thể lơ là một cái, sẽ ngã xuống ngay. Tình trạng này, Chu Dương chưa gặp bao giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Trương Kiệt trở nên như vậy? Vừa nãy khi gặp Trương Thái Viêm, Chu Dương còn tưởng anh bị hoa mắt, nhìn lầm. Nhưng sau đó mới biết, anh không hề nhìn nhầm, mà đúng là ông ta đã thành ra như thế. Hiện giờ, Trương Kiệt cũng vậy. Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi. Trương Kiệt cười gượng gạo nói, nhìn thấy Chu Dương, cậu ấy cũng vui mừng ra mặt. Nhưng biểu cảm này không giữ được bao lâu, thì sắc mặt Trương Kiệt lại quay trở lại vẻ mệt mỏi như lúc đầu Chu Dương nhìn thấy. Còn nói không sao, cậu nhìn dáng vẻ lúc này của cậu đi, nếu cậu đi ra ngoài, chắc sẽ dọa khối người đó. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Dương trầm giọng nói, đỡ Trương Kiệt ngồi xuống, rồi mới yên tâm chút ít. Anh thật sự lo lắng, nếu bất cẩn một cái, Trương Kiệt sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tôi thấy hiện giờ Trương gia cứ là lạ. Chu Dương cau mày, trầm giọng hỏi. Anh vô cùng lo lắng, không những lo lắng cho sự an nguy của Trương Kiệt và Trương Thái Viêm lão gia, mà còn lo lắng cho tình hình bây giờ của Trương gia. Trương gia lúc này như thể gặp phải vấn đề lớn. Bằng không sẽ không có chuyện từ Trương Thái Viêm cho đến bất kỳ một người ở nào cũng đều ủ rũ mặt mày, như thể nếu có xảy ra chuyện gì xung quanh cũng không thu hút được sự chú ý của họ. Hai, đều tại Trương Đào gây ra, trước kia tôi nói với cậu rồi mà. Tại anh ta tự ý tiết lộ thông tin của Trương gia cho Giang gia nên bị ông nội phạt, cấm túc 3 năm, không được rời khỏi Trương gia. Trương Kiệt bất lực, đành nói mọi chuyện xảy ra cho Chu Dương. Thật ra thời gian này, Trương Kiệt cũng phải chịu áp lực rất lớn. Vì Trương Đào tự tìm đường chết, có thể nói cắt đứt là mọi tương lai ở Trương gia. Cho nên trong số con cháu đời thứ 3, chỉ còn lại một mình cậu ấy. Đối mặt với sự kỳ vọng quá lớn từ người cha Trương Anh, và biết bao người ủng hộ Trương Anh như vậy, hiện giờ Trương Kiệt không dám trì hoãn, nỗ lực học tập. Học quản lý, học cách dùng người, thậm chí còn học cách làm sao để suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ. Vì thế lúc này cậu ấy đang ở trong tình trạng gánh vác quá tải. Nhưng nếu sự việc chỉ có thế, thì Trương Kiệt sẽ không thành ra như vậy. Mà qua lời giải đáp của Trương Kiệt, Chu Dương cũng biết được trong thời gian này, Trương gia đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói, mọi chuyện đều là tại Trương Đào. Bởi vì không hài lòng về cách trừng phạt của ông mình, tuy tỏ rõ là nghe theo sự trừng phạt, nhốt mình trong phòng, mấy ngày liền không ra khỏi cửa. Nhưng có lẽ là vì thế, nên mọi người không đề phòng hắn. Từ ông nội, Trương Luân, cho đến đám vệ sĩ trông coi Trương Đào cũng quản giáo hắn ta khá lỏng lẻo. Dù gì ở đây là Trương gia, dù Trương Đào muốn làm gì, họ cũng có thể kịp thời ngăn cản. Nhưng không ngờ, Trương Đào lại hạ độc, hơn nữa còn hạ độc mọi phía. Hiện giờ, cả Trương gia, hầu như đều có dấu hiệu trúng độc. Cậu thấy tôi bây giờ, chính là biểu hiện trúng độc, vẫn chưa khỏi hẳn. Trương Kiệt nói đến đây, trong mắt lộ rõ vẻ căm hận, nét mặt bỗng mệt mỏi chán chường. Những lời vừa nói, như thể đã hút hết mọi sức lực của cậu ấy. Nhưng may mà phát hiện kịp thời, hơn nữa bên cạnh ông nội có cao nhân, cho nên mọi người đều không bị gì, nhưng trong người vẫn thấy khó chịu, không có sức lực, cần một thời gian để bình phục. Còn về Trương Đào, trong cơn giận dữ, ông nội đã cho người xử anh ta rồi,
hiện giờ chắc đang ở khu nhà nhỏ không tên tuổi sau hậu viện. Trương Kiệt với vẻ mặt cảm thán, cậu ấy cũng không ngờ chuyện sẽ ra nông nỗi này. Trương Đào lén gửi tin tức của Trương gia cho Giang gia thì đã đành, Trương lão gia chỉ trừng phạt mang tính tượng trưng. Nhưng Trương Đào lại không vừa lòng, hạ độc cả nhà. Nếu không phải vì bên cạnh Trương lão gia có một vị võ giả, e rằng chưa đợi Chu Dương đến, thì tin tức cả Trương gia trúng độc sẽ ngay lập tức truyền đi khắp tỉnh Tương Tây, thậm chí là truyền khắp cả nước rồi. Đúng là đến khi đó, sợ rằng Chu Dương cũng sẽ hối hận không thôi. Không ngờ hắn lại trở nên như thế, các cậu có hỏi tại sao hắn lại làm vậy không? Chu Dương trầm giọng hỏi, thật ra ấn tượng của anh về Trương Đào vô cùng mơ hồ. Hình như trước kia từng bị anh đánh. Ngoài chuyện đó ra, Chu Dương không có ấn tượng gì với Trương Đào. Anh ta không chịu nói, còn chuyện anh ta hạ độc, hiện giờ cũng đã bị ông nội hạ lệnh phong tỏa hết mọi tin tức rồi. Nếu như cậu không đến, chắc cũng không biết. Trương Kiệt cười cay đắng, rồi dựa vào ghế há mồm thở dốc. Cảm giác yếu ớt từ trong cơ thể khiến Trương Kiệt mất hết tinh thần và sức lực, làm chuyện gì cũng phải dồn hết sức, hơn nữa, có lúc mình cậu ấy không thể làm nổi. Hiện giờ Trương gia đã thuê khá nhiều người giúp việc tạm thời đến để chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mọi người. Theo như dự đoán của Trương Kiệt, ít nhất cũng phải mất nửa tháng thì cả Trương gia mới khỏi hoàn toàn. Cho nên nửa tháng này, mọi người trong Trương gia đều cố gắng ở ẩn, sẽ không dễ dàng để người ngoài biết tình trạng bây giờ. Còn về Chu Dương, Trương Kiệt lại hoàn toàn tin tưởng anh, cho nên mới nói với anh chân tướng sự việc. Trương Kiệt cũng tin Chu Dương sẽ không tùy tiện nói ra. Xem ra, lần này tôi đến không đúng lúc lắm, chẳng trách vừa rồi lúc tôi nói chuyện với Trương lão gia, ông ấy luôn mệt mỏi và buồn ngủ, tôi còn tưởng là vì lý do tuổi tác, không ngờ là vì trúng độc. Nhưng cũng may mọi người đều không sao, đúng là vô cùng may mắn. Chu Dương cảm thán nói. Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi không làm phiền cậu nữa, đợi khi nào tôi đi, sẽ đến tạm biệt cậu sau. Tạm biệt Trương Kiệt, Chu Dương quay về khu nhà nhỏ của mình. Anh không hề nói cho Tôn Việt và Ngưu Xuyên biết tin tức mà anh biết được từ chỗ Trương Kiệt. Trương Kiệt tin tưởng anh không tùy tiện nói năng lung tung nên mới kể hết sự việc đã xảy ra ở Trương gia. Vậy thì đương nhiên Chu Dương sẽ không phụ lòng tin của Trương Kiệt. Đây là một trong những nguyên tắc làm người cơ bản nhất của Chu Dương. 3 ngày thấm thoát trôi qua. Trong 3 ngày này, mấy người Chu Dương cũng không di chuyển lung tung. Còn về bầu không khí cổ quái trong Trương gia, hai người Tôn Việt và Ngưu Xuyên vẫn luôn giữ cảnh giác nhất định. 3 ngày nay, bọn họ cũng bàn bạc về những quyết định mà Trương Thái Viêm lão gia có thể đưa ra. Nhưng dù là quyết định nào, đồng ý hợp tác hay từ chối hợp tác, thì họ vẫn vui vẻ chấp nhận, sẽ không vì chuyện ông ta không chấp nhận hợp tác mà bất mãn trong lòng. Dù sao, vấn đề mà Trương lão gia suy nghĩ đến, bọn họ cũng từng cân nhắc. Chuyện này giống như trong cùng một nơi, một hiệu buôn vô cùng xuất chúng, chiếm một nửa thị trường của nơi này. Đồng thời, còn có vài hiệu buôn nhỏ lẻ, nhưng đều không ảnh hưởng gì tới lão đại. Đột nhiên hiện giờ có một người chạy ra, nói lão đại tôi muốn hợp tác với cậu, cậu đuổi hết số hiệu buôn nhỏ lẻ đó đi. Đổi lại là ai đi nữa, có lẽ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định. Dù sao, sau khi hợp tác, đuổi hết số hiệu buôn nhỏ lẻ vụn vặt kia đi rồi, đối với lão đại mà nói, không có lợi ích gì nhiều. Ngược lại còn phải gây dựng hiệu buôn mới có quy mô tương đồng với hiệu buôn của mình, như vậy chắc chắn sẽ có tổn thất về lợi ích của bản thân. Chẳng mấy chốc, 3 người Chu Dương lại tới khu nhà ở của Trương Thái Viêm. So với 3 ngày trước, tình trạng của lão gia lần này đã khỏe hơn nhiều. Trương lão gia, ông đã quyết định chưa? Chương 475, 3 vấn đề. 1. Chu Dương cũng không có ý định nói chuyện phiếm với Trương Thái Viêm. Anh tới Trương gia đã 3 ngày. Sau khi biết được những chuyện xảy ra ở Trương gia trong khoảng thời gian gần đây, trong lòng Chu Dương đã hiểu ra không ít điều. So với việc anh vòng vo nói chuyện phiếm với Trương lão gia một phen, thì việc nói thẳng vào vấn đề chính sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, mặc dù tình trạng sức khỏe của Trương lão gia bây giờ không tệ, nhưng Chu Dương căn bản không biết chắc chắn tình hình cụ thể bên trong. Ngộ nhỡ, Trương lão gia đang cố giả vờ khỏe mạnh, thời gian trò chuyện hàn huyên lâu như vậy. Lát nữa còn phải thảo luận bàn bạc vài vấn đề, sợ rằng gánh nặng về vấn đề sức khỏe của ông ta sẽ hết sức nặng nề. Những việc gây tổn hại đến sức khỏe của Trương lão gia, tất nhiên Chu Dương không muốn làm. Ừ, suy nghĩ xong cả rồi. Sắc mặt Trương Thái Viêm tốt hơn nhiều. 3 ngày trước,
trên mặt Trương lão gia hơi tái nhợt và mệt mỏi. Nhưng bây giờ, không còn vẻ nhợt nhạt nữa, khuôn mặt đã hồng hào có khí huyết lưu thông. Còn về vẻ mệt mỏi, có thể mấy ngày nay nghỉ ngơi tương đối tốt, nên trông Trương lão gia tinh thần phấn chấn, không hề thấy dáng vẻ mệt mỏi. Chu Dương thầm thán phục, mặc dù không biết cách làm cụ thể của Trương lão gia, nhưng chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đã có thể khiến sức khỏe hồi phục thành bộ dạng như lúc này, e rằng người bình thường không thể làm được. Cho dù là uống một số loại thuốc cũng chưa chắc có được hiệu quả như vậy. Trong nháy mắt, trong đầu Chu Dương đột nhiên hiện lên hình ảnh ông cụ hôm trước ở bên cạnh Trương lão gia. Mà lần này, ông ta không hề xuất hiện. Có lẽ, cũng chỉ có võ giả kia, mới có thể có phương pháp đặc biệt, khiến Trương lão gia nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bây giờ. Hi hi, không biết Trương lão gia tử quyết định thế nào, tôi biết trước mắt, ngành truyền thông của Trương gia, có thể nói là chiếm hơn một nửa ngành truyền thông của cả tỉnh Tương Tây, hiểu rõ mọi thứ, gần như có thể nắm thế độc quyền toàn bộ ngành truyền thông ở đây. Chu Dương thản nhiên cười nói. Đối với sức mạnh và lực lượng ngành truyền thông của Trương gia ở Tương Tây, Chu Dương cũng đã từng điều tra rất nhiều nguồn tin tức, có thể nói anh hiểu rất rõ. Bằng không, anh cũng sẽ không đường đột đưa Tôn Việt đến Trương gia, vừa nói chuyện đã nhắc đến việc hợp tác với ngành truyền thông của Trương gia. Nếu Chu Dương không hiểu rõ, khẳng định sẽ luống cuống không biết xử lý thế nào. Mặc dù không đến nổi Trương gia nói gì thì anh tin cái đó, nhưng khó tránh khỏi việc mất đi quyền chủ động khi thương lượng thảo luận. Điều này không chỉ Chu Dương, mà Tôn Việt cũng không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, ngành truyền thông của Trương gia vẫn có nhược điểm. Chu Dương đưa ra 3 ngón tay, hết sức tự tin nói. Đôi mắt Trương Thái Viêm ngay lập tức nheo lại. Chu Dương nói ra những lời này, sau đó lại giơ lên 3 ngón tay. Hàm ý trong đó rất dễ thấy rõ. Đó chính là mặc dù ngành truyền thông của Trương gia chiếm hơn phân nửa thị trường ngành truyền thông Tương Tây song vẫn còn 3 nhược điểm. Chu Dương dám chỉ thẳng ra 3 điểm này như vậy, đồng nghĩa là trong mắt Chu Dương việc 3 nhược điểm này có thể sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn cho toàn bộ sản nghiệp ngành truyền thông của Trương gia. Thậm chí, trong đầu Trương Thái Viêm thầm nghĩ, Chu Dương có thể lợi dụng việc chỉ ra 3 nhược điểm này để quay đầu đối phó với Trương gia, hơn nữa, Trương gia căn bản không có cách nào để đánh trả. Dẫu sao, không chú ý đến việc nhỏ ắt sẽ xảy ra tai họa lớn, bất kỳ một khuyết điểm nhỏ không thể tra ra được, đều sẽ gây ra tai họa và ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với toàn bộ sản nghiệp. Giống như bây giờ, ngành truyền thông của Trương gia ở Tương Tây tuy được xem là độc quyền, nhưng cũng không ít các công ty truyền thông khác cũng có thực lực không thua kém Trương gia là bao. Huống hồ, bọn họ còn có khả năng hợp tác với nhau. Nếu quả thật như vậy, quyền phát biểu của Trương gia trong ngành truyền thông sẽ bị giảm đi không ít. Đây chỉ là một khả năng mà Trương Thái Viêm vừa nghĩ tới. Điều này có thể gây ra sự ảnh hưởng lớn không thể khôi phục nổi đối với sản nghiệp ngành truyền thông của Trương gia. Càng không cần phải nói, Chu Dương đã chỉ thẳng ra 3 nhược điểm trong ngành truyền thông của Trương gia. Có điều, Trương Thái Viêm vẫn muốn lắng nghe Chu Dương phân tích, xem thử sản nghiệp ngành truyền thông của Trương gia rốt cuộc tồn tại 3 vấn đề gì. Trái lại tôi muốn nghe nhận định của cậu, cứ nói đi đừng ngại, nói không chừng, có thể thuyết phục được tôi, ha ha. Trương Thái Viêm cười châm biếm. Còn Chu Dương nhìn thấy thần sắc của Trương lão gia, cũng biết, có thể ông ta đã sớm hiểu rõ những vấn đề tồn tại trong sản nghiệp ngành truyền thông của Trương gia, tuy nhiên có thể vì nguyên nhân nào đó mà chưa giải quyết nó. Có điều, Chu Dương cũng không lo lắng Trương lão gia sẽ phủ nhận những gì mình nói. Suy cho cùng, chỉ cần là người bình thường, một người có hiểu biết về ngành truyền thông, khi nghe anh nói như vậy nhất định đều sẽ nhận ra. Thật ra những vấn đề này e rằng Trương lão gia đã sớm biết rồi. Chẳng qua là, tôi không biết nguyên nhân vì sao ông lại không ra lệnh giải quyết chuyện này, vì thế mới tạo thành kết cục bị ảnh hưởng lớn không thể xóa bỏ như bây giờ. Chu Dương ngồi xuống, gương mặt tươi cười nhìn Trương Thái Viêm, giọng điệu hết sức bình tĩnh, tự tin. Giống như chuyện tiếp theo mà anh nói ra không liên quan đến anh chỉ là người ngoài quan sát và trình bày một cách khả quan về sự thật này. Đầu tiên, tổng số lượng ngành truyền thông của Tương Tây không lớn, ít nhất thì không lớn mạnh bằng ngành truyền thông ở Đông Hải. Đây là vấn đề thứ nhất, cũng là trọng yếu ảnh hưởng lớn nhất. Chu Dương thản nhiên nói. Lần này, hàng lông mày của Trương Thái Viêm khẽ cau lại, hiển nhiên hơi bất ngờ về quan điểm Chu Dương vừa đưa ra. Ông ta còn tưởng rằng Chu Dương sẽ chỉ ra một vài vấn đề liên quan đến cách bố trí sắp xếp trong ngành truyền thông Trương gia, hoặc những vấn đề có khả năng xuất hiện thường ngày trong khâu tổ chức kinh doanh. Nhưng Trương Thái Viêm không ngờ rằng,
Chu Dương lại có quan điểm hoàn toàn mới, điều đầu tiên nhắc đến lại là tổng số lượng ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây. Lần này, đã nhận định toàn bộ quan điểm chủ yếu. Thực lực của ngành truyền thông ở Tương Tây không đủ, đây là điều kiện đầu tiên. Mà vấn đề điều kiện đầu tiên này dẫn đến chính là tổng số lượng không lớn và thị trường không hề rộng. Tương Tây có diện tích lớn hơn mấy chục lần so với Đông Hải, dân số cũng nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng quy mô thị trường ngành truyền thông ở đây lại chưa bằng một nửa ở Đông Hải. Chu Dương không chút do dự, trực tiếp vạch rõ ra vấn đề này. Hơn nữa, thị trường không thể so sánh với Đông Hải chỉ là một phương diện, toàn bộ bố cục hoạch định và vận hành mở rộng, hoàn toàn không thể theo kịp Đông Hải. Có thể nói, nếu nhìn tổng thể toàn diện, từ trên cao xuống thì ngành truyền thông của Tương Tây và Đông Hải không phải xếp thứ tự cách nhau một tầng trên dưới. Tiêu chuẩn và quy mô của ngành truyền thông ở Đông Hải là đỉnh cao, còn tỉnh Tương Tây, cùng lắm chỉ là sự tồn tại mới mẻ. Đây là sự chênh lệch giữa hệ thống và hoạt động của hai bên, mà điểm này, chỉ dựa vào Trương gia, hoặc các công ty truyền thông khác tự cải thiện và thay đổi, gần như là không thể được. Chu Dương tự tin nói, nhìn vào đôi mắt của Trương Thái Viêm, muốn nhìn ra điều gì đó từ trong đôi mắt này. Tuy nhiên Chu Dương đã thất vọng, Trương lão gia giống như một chiếc giếng cổ không chút gợn sóng, không mảy may sao động, cũng không có chút thay đổi nào. Ông ta chỉ khẽ gật đầu, giống như chương trình cài đặt tự động, bất kể Chu Dương nói gì, ông ta cũng chỉ thể hiện một động tác như vậy. Chương 476, 3 vấn đề. 2. Thấy Trương Thái Viêm im lặng không nói gì, Chu Dương cũng không hề nôn nóng. Trên thực tế, khi anh vừa bước vào khoảng sân nhỏ này, nhìn thấy Trương Thái Viêm thì hai bên đã bắt đầu thầm tranh đấu. Đầu tiên là tinh thần và trạng thái sức khỏe của Trương Thái Viêm đã tốt hơn rất nhiều so với 3 ngày trước, đối với Chu Dương mà nói, điều này chính là một đòn ra oai phủ đầu. Tình hình sức khỏe của Trương Thái Viêm chuyển biến tốt hơn, nhìn từ góc độ của ông ta, đây chính là sự cảnh cáo cho Chu Dương, đừng tưởng rằng tôi người đã già, trạng thái tinh thần không tốt lắm, liền muốn chèn ép tôi. Mà bây giờ, sau khi Chu Dương nói xong vấn đề thứ nhất, Trương lão gia không hề phản ứng lại, thậm chí không lên tiếng biểu đạt ý kiến. Đây cũng là một đòn âm thầm tranh đấu của ông ta. Trong lòng Chu Dương thầm hiểu, cũng không lên tiếng chỉ trích, anh nói thẳng vào vấn đề thứ hai. Nếu như nói trước mắt vấn đề đầu tiên của ngành truyền thông Trương gia là tổng số lượng toàn ngành truyền thông ở Tương Tây có giới hạn. Vậy thì vấn đề thứ hai của Trương gia là xác định vị trí của mình. Nhỏ thì là Trương gia chưa tìm đúng vị trí của mình trong ngành truyền thông, chưa xác định được bản thân nên phát triển cái gì. Lớn thì là Trương gia không nhìn thấy rõ xu hướng phát triển chung của ngành truyền thông cả nước thậm chí là trên thế giới. Bây giờ, Trương gia chiếm giữ hơn một nửa thị trường ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây, gần như hơn phân nửa phương tiện truyền thông nằm trong tay họ. Nhưng theo Chu Dương được biết, ngành truyền thông Trương gia phát triển chủ yếu chú trọng vào báo và tạp chí truyền thông bằng giấy. Ngoài cái này ra, đài truyền hình chiếm vị trí thứ hai. Tuy rằng, trong giai đoạn hiện nay, bố trí sản nghiệp như vậy vẫn có thể phát huy được sức mạnh và lực lượng, giúp Trương gia thu được không ít lợi nhuận. Nhưng Chu Dương nhận ra, những thứ này đều thuộc về sản nghiệp chuẩn bị lụi tàn. Bây giờ mạng lưới Internet phát triển mạnh, chưa nói đến việc tra cứu thông tin vô cùng thuận lợi, chỉ cần một cái máy tính hoặc một chiếc điện thoại di động, có kết nối mạng thì đã dễ như trở bàn tay có ngay tin tức cần tìm kiếm. Mà công chúng cũng không cần phải bỏ tiền ra mua mấy quyển tạp chí bằng giấy, hơn nữa cầm về nhà, còn chiếm không gian, mất thời gian dọn dẹp cũng là một vấn đề. Những thứ này, khi tính toán tiền phí phải bỏ ra thì đã ở thế bất lợi. Càng huống hồ, bây giờ tốc độ phát triển của mạng Internet cực nhanh, ngay cả các chương trình phát sóng trực tiếp cũng đã phát triển như nấm mọc sau mưa. Chưa nói đến trước kia khi ở Đông Hải. Công ty danh dương lợi dụng chương trình phát sóng trực tiếp để chứng minh sự trong sạch của sự việc mặt nạ trắng da chống lão hóa bị vu oan gây hủy hoại nhan sắc. Chỉ nói chuyện gần đây, mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, không phải cũng xử lý theo cách của công ty danh dương, phát sóng trực tiếp quá trình kiểm định chất lượng, làm rõ vụ việc làm hỏng da khi sử dụng mỹ phẩm mỹ thần sao. Những điều này đều là Trương gia tự mình tham gia, nhưng bọn họ lại không chú ý đến, nó cũng có mối liên quan đến ngành truyền thông. Những thứ này đối với Trương gia mà nói, cũng có khả năng tồn tại rủi ro nguy hiểm song không lớn lắm. Nhưng Chu Dương nhận định, tất cả những thứ này chỉ là vấn đề tư duy suy nghĩ của nhân viên và người quyết định. Tư duy theo kịp thời đại thì có thể nghĩ thông suốt, liên hệ mọi việc với nhau, cũng có thể thấy rõ xu thế phát triển ngành truyền thông bấy giờ. Ngược lại,
thì sẽ một mực bảo thủ theo hoạt động truyền thông kiểu mẫu cũ. Chu Dương thấy rằng, trước mắt Trương gia đang hoạt động theo phương thức cũ không hề đổi mới tư duy. Phát triển dựa vào truyền thông bằng báo giấy và các kênh, đài truyền hình. Vẫn xem nhẹ những cải cách thay đổi mới từ mạng Internet đem lại. Mặc dù nói sự thay đổi mới này chưa thể hiện rõ ràng, nhưng chiều hướng chung thường như vậy, chỉ có người sở hữu đầu óc minh mẫn, tầm mắt sâu rộng, mới có thể nắm bắt được. Vì thế, Chu Dương thầm suy nghĩ, rồi nói thẳng ra hai vấn đề, hơn nữa không hề nể mặt, chỉ ra những tư tưởng quan điểm lỗi thời cổ hủ, không thấy rõ xu thế mới của Trương gia. Nhưng tất nhiên Chu Dương cũng giữ lại một phần, anh không nói rõ toàn bộ tình hình, mà chỉ nói mập mờ, thể hiện xu thế thay đổi chung của toàn bộ ngành truyền thông trong nước và quốc tế, có điều con đường cải cách mới này càng ngày càng xa vời với Trương gia. Rất có khả năng, khi cải cách thành công, Trương gia đã đánh mất đi quyền phát biểu và địa vị trong ngành truyền thông. Giống như những người không theo kịp thời đại dần dần sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Lần này, sau khi Chu Dương nói xong, ánh mắt Trương Thái Viêm có vẻ hơi chấn động. Ít nhất, Chu Dương quan sát được, khi anh vừa dứt lời, chân mày Trương lão gia khẽ nhếch lên, còn ánh mắt không gợn sóng kia lại nhanh chóng liếc nhìn anh. Chu Dương biết, lời nói của anh đã khiến Trương lão gia kinh hãi. Bất kể có lý lẽ hay không, vừa mới nói đã nhắc đến xu thế phát triển chung của ngành truyền thông, nếu đổi lại là bất kỳ người nào, e rằng cũng không có cách nào bình tĩnh được. Suy cho cùng, xu thế chung này, đối với cả ngành nghề, cả gia tộc, thậm chí đối với quốc gia, hay toàn thế giới, đều là thứ rất hảo huyền và rất khó nắm bắt. Ha ha, xem ra Chu Dương hiểu rất rõ về cái gọi là xu thế chung của ngành truyền thông, vậy nên mới có thể nói ra những lời như vậy. Cuối cùng, Trương lão gia cũng không nhẫn nhịn được, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn chằm chằm vào Chu Dương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, dường như lời nói của Chu Dương chỉ có thể khiến Trương lão gia hơi kích động, song không hề khiến ông ta thay đổi điều gì. Cậu bạn Chu Dương, từ xưa tới nay, có rất nhiều người tự cho rằng bản thân hiểu rõ xu thế chung, cho nên thuận tiện làm theo, muốn phát triển sự nghiệp, nhưng phần lớn bọn họ đều thất bại. Tại sao cậu lại tự tin như vậy? Cậu nghĩ mình có thể nhìn thấu được xu thế phát triển của ngành truyền thông sao? Trương lão gia đưa ra một câu hỏi rất sắc bén. Quả thật, từ trước đến nay, biết bao nhiêu người với bao nhiêu sự cải cách. Trong sự cải cách thay đổi đó, có lác đác vài người có thể bộc lộ tài năng, trở thành anh hùng, còn phần lớn đều bị thất bại và chôn vùi trong cát bụi. Nhưng không thể nói rằng, những người bị chôn vùi kia không có ai nhìn ra được xu thế. Thỉnh thoảng bọn họ cũng có thể nhìn ra được xu thế chung. Nếu không thì sẽ không thực hiện cuộc cải cách, muốn thể hiện bản lĩnh. Nhưng có nhiều lúc, xu thế mà bọn họ nhìn nhận ra hoàn toàn khác biệt với xu thế chung trên thực tế. Cho nên, trong lịch sử người thành công thường lác đác không có mấy. Mà những người đó đã trở thành minh chứng lịch sử, là đối tượng để hôm nay mọi người nhắc tới. Trương Thái Viêm nói như vậy, chắc chắn là đang muốn hỏi, rốt cuộc Chu Dương lấy chứng cứ và sự tự tin ở đâu ra, để chứng tỏ rằng điều anh nhận định về xu thế chung của ngành truyền thông là chính xác. Suy cho cùng, bất kỳ ai cũng có thể nói mình đã nhận ra xu thế chung một cách vô căn cứ, sằng bậy. Dù sao, sự thay đổi còn chưa xảy ra thì chẳng ai có thể kiểm chứng được. Thật ra không chỉ Trương Thái Viêm có nghi vấn như vậy. Ngay cả Tôn Việt người đến cùng Chu Dương, lúc này khuôn mặt cũng đầy kinh ngạc nhìn Chu Dương, hết sức bất ngờ đối với xu thế chung của ngành truyền thông mà Chu Dương vừa mới nhắc tới. Những lời này, Chu Dương chưa từng nói với ông ấy, cũng chưa từng thảo luận hay bàn bạc trước với ông. Chẳng lẽ đây là suy nghĩ nhất thời của Chu Dương sao? Nói năng sằng bậy vô căn cứ, hay là có chứng cứ, Chu Dương thật sự đã nhìn thấu điều gì ư? Chương 477, 3 vấn đề 3. Tôn Việt không biết, cũng không nghĩ ra. Chỉ là, trong mơ hồ, ông ấy dường như có một chút tin tưởng đối với Chu Dương. Hơn nữa cảm thấy bản thân hình như đã hiểu ra Chu Dương nói về cái xu thế chung kia nghĩa là gì. Nhưng nhất thời, Tôn Việt phát hiện mình cũng không nghĩ thông, vẫn hơi mơ hồ, không thể lý giải triệt để mấy lời mà Chu Dương mới nói. Ngay lập tức, Tôn Việt quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hỏi Chu Dương cho rõ ràng, rốt cuộc xu thế chung là cái gì. Bây giờ, quan trọng nhất vẫn phải thuyết phục Trương Thái Viêm. Bây giờ ông ta đặt ra một câu hỏi. Tôn Việt muốn nghe xem Chu Dương sẽ trả lời như thế nào. Ha ha Trương lão gia, lịch sử chúng ta đều biết rồi, hơn nữa chúng ta cũng đều sẽ trở thành lịch sử. Chu Dương thản nhiên cười, dường như câu hỏi của ông ta căn bản không tính là câu hỏi,
một chút độ khó và độ sâu cũng không có. Thử nghĩ, mấy người lưu danh lịch sử, trong mỗi lần cải cách, những người thành công trong lúc đang thực hiện đó, bọn họ nhất định cho rằng mình sẽ thành công sao? Nhiều người như vậy đều tự cho là mình nhìn rõ xu hướng, nhưng mà chẳng qua phải đợi đến khi xu thế đó thật sự xảy ra, thì người đi trên đúng đường mới được tất cả mọi người khác ghi. Về phần những người khác, chẳng qua trở thành một hạt bụi nhỏ trong vô số hạt bụi của lịch sử mà thôi. Chu Dương lãnh đạm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như đang xem nhẹ câu hỏi của Trương lão gia. Mà sau khi anh nói xong, Trương Thái Viêm và Tôn Việt cùng rơi vào trầm tư. Đối với Chu Dương mà nói, nghe thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Những người lưu danh sử sách, người thành công trong các cuộc cải cách, mới bắt đầu đều sẽ không biết mình có thể thành công hay không, chỉ đến khi bọn họ thực hiện rồi, mà xu hướng lại vừa hay xảy ra giống y như bọn họ thực hiện, thì bọn họ sẽ thành công. Lời nói này của Chu Dương chính là hàm ý, nếu như Trương Thái Viêm ngay cả dũng khí dẫn đầu cải cách và sự kiên quyết cũng không có, thế thì đừng hòng nghĩ tới lấy được gì tốt trong cuộc cải cách xu hướng. Chỉ có thể đợi đến lúc cải cách hoàn thành, ăn cơm thừa canh cặn của người khác để lại là tốt rồi. Đến lúc đó, toàn bộ ngành truyền thông sẽ xảy ra cuộc xáo trộn lớn. Chẳng qua trong cuộc xáo trộn lần này, sẽ không xuất hiện bóng dáng của Trương gia nữa. Cậu rất có dũng khí, cũng còn rất trẻ, có thể nói ra được những lời này, nghĩ ra được những phương pháp như vậy thật không dễ dàng gì, trong Trương gia không có người nào có thể so được với cậu. Trương Thái Viêm trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói, ngữ khí cũng âm trầm hơn nhiều. Cậu thực sự thuyết phục được tôi, nếu như ngay cả dũng khí dẫn đầu cải cách tôi cũng không có, thế thì sau này, sợ rằng thật sự là sẽ không còn xuất hiện hình bóng của Trương gia nữa. Nhưng mà, như cậu nói, ngành truyền thông của Trương gia có 3 vấn đề, bây giờ mới nói được 2 cái, tôi thật sự muốn nghe xem vấn đề thứ 3 là cái gì. Trương Thái Viêm cười nói, hơi nâng khóe miệng, ánh mắt nhìn Chu Dương đầy khen ngợi và kinh ngạc, đồng thời còn có một tia tán thưởng cùng tiếc hận. Bao nhiêu tâm tình hiện lên pha trộn trong ánh mắt của ông ta, nhìn qua hết sức phức tạp. Bỗng chốc, ánh mắt ông ta lại trở nên sâu xa, ngay cả Chu Dương cũng không thể nhìn ra rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ gì trong lòng. Tôn Việt nhìn Chu Dương, ông ấy cũng muốn nghe xem, vấn đề cuối cùng trong việc phát triển ngành truyền thông của Trương gia là gì. Trước kia ông ấy từng tiến hành điều tra sản nghiệp ngành truyền thông của Trương gia, mặc dù có phát hiện ra một vài vấn đề, nhưng hầu như không quan trọng, không ảnh hưởng lớn lắm tới toàn thể sự phát triển của Trương gia. Đối với cả hai vấn đề mà Chu Dương vừa mới nêu kia, ngay cả trước đây Tôn Việt cũng chưa từng nghĩ đến, thậm chí ông ấy còn chưa từng nghĩ tới hướng phương diện này. Có điều, sau khi nghe thấy lời của Chu Dương, Tôn Việt cũng hiểu ra nhiều điều. Đây đều là những quan điểm và cái nhìn mang tầm vĩ mô, đối với Trương gia hiện nay mà nói vẫn hơi xa vời, cần khoảng thời gian dài để thao tác thực hiện. Mà bây giờ, điều Trương lão gia muốn nghe có thể là một vài vấn đề bên trong của Trương gia. Tôn Việt càng lúc càng tò mò về Chu Dương, muốn biết vấn đề tiếp theo mà anh nói, cùng với sự hiểu biết của bản thân về Trương gia có phải là giống nhau không? Ha ha, thật ra, nguyên nhân chủ yếu và trách nhiệm của hai vấn đề trước đều không phải do Trương gia, mà là vấn đề vĩ mô, là sự khác biệt chung. Chu Dương cười nói, anh tự nhìn ra được sự nghi hoặc của Tôn Việt, cho nên cũng không hề giấu giếm, thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Nhưng vấn đề thứ ba này, tôi vốn nghĩ là, nếu như hai vấn đề kia vẫn không thể lay động được Trương lão gia, vậy thì tôi sẽ dùng góc độ thực tế nhất, chỉ ra mấy vấn đề tồn tại trong nội bộ Trương gia. Chu Dương cười nói, kỳ thực, trước mắt thì sự phát triển ngành truyền thông của Trương gia ở tỉnh Tương Tây đã có chút hài lòng tự mãn rồi. Không đợi Trương lão gia và Tôn Việt, Chu Dương đã nói tiếp. Trên thực tế rất rõ ràng, 3 năm gần đây, mặc dù thị trường ngành truyền thông của Trương gia ở tỉnh Tương Tây luôn tăng trưởng, nhưng mức tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, thời gian 3 năm, tổng cộng tăng không tới 0,1% thị trường định mức. Nói cách khác, bình quân 1 năm tăng không tới 0,04%, so sánh với tốc độ phát triển ngành truyền thông trước đây của Trương gia, quả thực khác nhau một trời một vực. Khoảng thời gian cao điểm nhất, tốc độ tăng trưởng định mức thị trường ngành truyền thông của Trương gia ở tỉnh Tương đạt tới 5%, hơn nữa số định mức cao như vậy vẫn luôn được duy trì nhiều năm. Mà hiện giờ, theo lý thuyết, dựa trên nền tảng ngành truyền thông của Trương gia để nói, thì tốc độ tăng trưởng định mức thị trường không nên chậm chạp như vậy, thậm chí, không ít các công ty truyền thông khác có tốc độ tăng trưởng còn cao hơn cả Trương gia, đây đều là vấn đề của nội bộ Trương gia. Chu Dương nói đến đây, không những không dừng lại,
ngược lại ngữ khí càng lúc càng nghiêm trọng. Hình như Trương gia tồn tại vấn đề bên trong, nếu như không nhanh chóng giải quyết hết thì không lâu nữa, thị trường ngành truyền thông của Trương gia ở tỉnh Thương Tây cũng sẽ bị người khác chiếm trước. Đây cũng không phải là nói điêu, muốn hù dọa Trương lão gia, tôi nghĩ mấy lời tôi vừa nói, với sự hiểu biết của ông chắc hẳn phải hơn chúng tôi nhiều, cũng phải rõ ràng mọi chuyện, thậm chí, vì sao mấy năm này sự phát triển của Trương gia lại chậm chạp như vậy, phát triển chậm chạp ở phương diện nào, ắt hẳn trong lòng ông đều biết. Chu Dương cười nói, sắc mặt giãn ra, giống như vừa rồi chính là dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu. Anh biết tất cả những lời bản thân vừa nói, đã cho Trương lão gia một gợi ý rõ ràng, không cần biết trước đây ông ta có chú ý đến, có bắt tay vào tiến hành cải cách hay không, thì những lời này của anh cũng không sai. Về phần có thể thực sự lọt vào tầm mắt của Trương lão gia hay không, không phải là việc Chu Dương có thể quyết định được, không cần anh phải đi quản nhiều như vậy, đây là việc nhà Trương gia, không liên quan gì lớn tới Chu Dương cả. Tôi chỉ ra vấn đề này, nếu Trương lão gia có thể cải cách thì tôi nghĩ, tốc độ phát triển ngành truyền thông của Trương gia sẽ tăng trưởng không ít. Chí ít, sẽ không để cho mấy công ty truyền thông có ý đồ khác sinh ra ảo giác, như thể bọn họ chỉ cần cố gắng một chút liền có thể đuổi kịp Trương gia. Chương 478, 3 vấn đề. 4. Chu Dương mỉm cười, bởi vì anh nhìn thấy được sự vui mừng hân hoan xen lẫn vẻ kinh ngạc từ khuôn mặt của Trương Thái Viêm. Sự kinh ngạc lẫn vui mừng hân hoan này khiến Chu Dương không hiểu được rốt cuộc trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì, tâm trạng ông ta thế nào. Nhưng anh chắc chắn những lời anh nói vừa nãy có lẽ đã được ông ta thừa nhận. Chí ít thì ngành truyền thông của Trương gia cũng có vị trí thống trị cả tỉnh Tương Tây, đồng thời cũng luôn là công ty đứng đầu, nắm giữ vị trí quan trọng trong ngành, vì vậy từ trước tới nay không ai dám to gan khiêu khích động chạm đến bọn họ. Thậm chí, ngay cả đến việc đưa ra ý kiến cũng có khả năng bị đám người cấp dưới ngăn cản lại. Thế nên Chu Dương không thể chắc chắn rằng liệu ông ta có thể hiểu được, chịu quan sát lắng nghe và phân tích mọi việc một cách đa chiều hay không. Tuy nhiên, ít nhất thì bây giờ Chu Dương cũng đã nói với ông ta một số thông tin hữu ích. Đây cũng có thể coi là một loại thành ý. Chu Dương tôi đưa người đến hợp tác với Trương gia, không phải vì muốn dựa hơi, mượn tầm ảnh hưởng của Trương gia trong ngành truyền thông để phát triển bản thân, sau đó đợi đến khi bản thân phát triển lớn mạnh rồi, lại quay lưng lại cạnh tranh với Trương gia các ông. Hơn nữa ngay từ đầu chúng tôi đã đến đây với sự chân thành tuyệt đối, để thảo luận nghiêm túc về sự hợp tác giữa hai bên, đối với phía Trương gia mà nói, chắc chắn chỉ có lợi mà không hề có hại. Cuối cùng Chu Dương còn đích thân nêu ra 3 vấn đề mà Trương gia đang gặp phải trong ngành truyền thông. Khi nói xong 3 vấn đề này, Chu Dương dừng lại đợi ông ta suy nghĩ, sau đó mới đưa ra câu trả lời thuyết phục. Trong 3 vấn đề này, 2 vấn đề đầu tiên là nhìn từ cấp độ vĩ mô, phân tích các vấn đề mà Trương gia gặp phải trong ngành truyền thông, việc này có ý nghĩa định hướng cho một số sản nghiệp liên quan đến ngành truyền thông hiện giờ của Trương gia, nhưng cũng không phải có ý nghĩa quá lớn. Cho dù Trương gia có lợi hại đến đâu, thì trong ngành truyền thông này họ cũng chỉ có một chút quyền phát ngôn và địa vị, giống như con ếch trong miệng giếng nhỏ bé mà thôi. Ở những nơi khác, không biết còn có bao nhiêu công ty lợi hại và có tầm ảnh hưởng lớn hơn Trương gia bọn họ. Thế nên, ở phương diện vĩ mô, nếu Trương gia muốn ngay lập tức thay đổi bản thân, thì khả năng là vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa ngay cả khi đã làm được điều đó, thì trong một thời gian ngắn Trương gia cũng không thể thu hồi lại được bao nhiêu thành quả. Mà quãng thời gian ngắn này có đôi khi sẽ lên tới cả thập kỷ. Thậm chí còn mất rất nhiều công sức và thời gian của các thế hệ sau của Trương gia. Tuy nhiên vấn đề thứ 3 mà Chu Dương chỉ ra lại hoàn toàn khác biệt, phân tích từ cấp độ vi mô thì có một số vấn đề xuất phát ngay từ chính bản thân Trương gia, anh đã nêu ra vấn đề lớn tồn tại trong gia đình của bọn họ một cách rõ ràng. Hơn nữa vấn đề này vô cùng thực tế và rất dễ giải quyết. Đối với Trương gia bây giờ việc mở rộng tầm ảnh hưởng và cải thiện hiệu quả là điều có thể thấy rõ được. Tất cả những việc này Trương gia đều có thể lập tức bắt tay vào thực hiện ngay. Có thể nói rằng, lần này Chu Dương đã thể hiện vô cùng chân thành, những điều anh nói ra cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho người khác phải ấn tượng. Vẻ mặt Tôn Việt trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng toàn bộ khuôn mặt dường như ánh lên vẻ tự tin về Chu Dương, trong lòng ông ấy không khỏi cảm thán một câu. Trước khi đến Trương gia, ông ấy đã điều tra kỹ càng về tình hình trong ngành truyền thông của Trương gia, đồng thời cũng đưa ra một số phân tích và ý kiến. Thậm chí những ý kiến và phân tích đó còn được Tôn Việt ghi hết vào sổ tay, nếu thật sự cần thiết, bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể lấy chúng ra,
đưa cho Trương Thái Viêm kiểm tra, cũng có thể lấy nó để chứng minh thành ý và sự nỗ lực phía bên Chu Dương. Nhưng bây giờ nhớ lại, Tôn Việt mới phát hiện ra, những phân tích và ý kiến mà bản thân ông đã làm so với ba vấn đề mà Chu Dương vừa nêu ra đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như những ý kiến mà Chu Dương đề xuất với Trương gia có tác dụng vô cùng lớn, không chỉ cải thiện được một số vấn đề nhỏ tồn tại hiện nay, mà còn chỉ ra được hướng phát triển trong tương lai của Trương gia. Vậy thì những phân tích và ý kiến mà ông đã làm thật sự không đủ để gãi ngứa cho Trương gia thôi đâu. Đối với Trương gia mà nói, ý kiến đề xuất này có cũng được, không có cũng không sao. Nghĩ đến điều này, Tôn Việt không khỏi thở dài trong lòng. Ông cảm thấy rằng Chu Dương tuy tuổi còn trẻ mà có thể đạt được thành tích như vậy, chắc chắn không phải vì những lý do khác, đơn giản chỉ là tầm nhìn của anh luôn đặt ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy được. Hơn nữa suy nghĩ của Chu Dương thực sự quá tinh tế, ở nhiều phương diện, nhiều sự việc, anh đều có thể làm đến mức vô cùng hoàn hảo. Cả một góc sân nhỏ đều chìm trong sự yên tĩnh. Sau khi Chu Dương nói xong, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cũng không để ý xem phản ứng của Trương Thái Viêm như thế nào. Như thể trong mắt anh phản ứng của ông ta không quan trọng chút nào. Thậm chí trong lòng Chu Dương đã sớm biết được ông ta sẽ có phản ứng thế nào rồi. Nhưng Trương Thái Viêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị không nói câu nào, ông ta chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn đá, ngẩn người im lặng. Tuy nhiên Chu Dương và những người khác không nghĩ rằng ông ta thực sự đang ngẩn người. Trên thực tế, vào thời điểm này cảm xúc trong lòng Trương Thái Viêm cực kỳ phức tạp. Ông không nghĩ rằng tầm nhìn của Chu Dương lại độc đáo đến vậy. Nếu nói đến hai vấn đề đầu tiên, một số quan điểm và đề xuất trên tầm nhìn vĩ mô, thì một số ý tưởng khá độc đáo của Chu Dương vẫn còn tồn tại một số nghi vấn. Vậy thì vấn đề thứ ba mà Chu Dương đưa ra thật sự là phân tích dựa trên một số vấn đề đang tồn tại hiện nay ở Trương gia, về điểm này Chu Dương không cần nói, thì bản thân ông cụ Trương Thái Viêm cũng đã biết. Hơn nữa, ông ta cũng đang dự tính chuẩn bị giúp Trương gia sửa đổi những vấn đề này. Nhưng bây giờ Chu Dương là người nêu ra vấn đề trước, điều đó cho thấy tầm nhìn và khả năng quan sát của Chu Dương, người thường khó mà có thể so sánh được. Ha ha, tốt lắm, Chu Dương, những lời cậu nói rất có sức cuốn hút, thậm chí ngay cả tôi gần như cũng cảm thấy lúc này Trương gia cần phải đổi mới rồi. Trương Thái Viêm bất ngờ cười lớn, ông ta nhìn Chu Dương rồi nói với vẻ mặt rất thoải mái. Trên thực tế, ông làm như vậy cũng là do bản thân đã có suy tính riêng. Mặc dù bây giờ Trương gia có tồn tại nhiều vấn đề nào kia, nhưng nói cho cùng thì đó cũng là vấn đề riêng của Trương gia bọn họ. Nếu như là cuộc thảo luận nội bộ của Trương gia, những người tham gia thảo luận đều là người họ Trương, thì đương nhiên không có gì để nói, cũng không có gì cần phải trốn tránh, giấu giếm. Nhưng bây giờ người đang nói ra lại là Chu Dương, hơn nữa bên cạnh anh còn có Tôn Việt. Người có địa vị vô cùng cao trong ngành sản xuất truyền thông ở Đông Hải. Trong hoàn cảnh này, cho dù những vấn đề này thật sự tồn tại trong Trương gia, thì cũng không thể trực tiếp nói ra được. Ha ha, thế sao, rất may là không có, nhưng tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở ông một chút thôi, những vấn đề đang tồn tại trong Trương gia vẫn nên sửa chữa kịp thời, nhưng nếu không ai coi trọng việc này, cứ để cho nó tiếp tục đi theo chiều hướng xấu, vậy thì người bị thiệt hại, chắc chắn sẽ chỉ là Trương gia các ông. Chu Dương cười nói, anh cũng không vạch trần những gì mà Trương Thái Viêm đã nói. Dù sao anh cũng đã chỉ ra vấn đề rồi, nếu ông ta thật sự lắng nghe lời anh nói, thì tất nhiên ông ta sẽ tìm cách sửa đổi nó. Nhưng nếu Trương Thái Viêm là một người tự cao tự đại, nghĩ rằng địa vị của Trương gia bọn họ trong ngành truyền thông đã đủ cao và lớn mạnh rồi, không cần phải chú ý đến những vấn đề hiện tại, vậy thì cuối cùng người chịu thiệt nhất định sẽ là Trương gia bọn họ mà thôi. Nhưng khi cậu đề cập đến hai vấn đề đầu tiên, tôi cũng đã nói rồi, tôi thật sự đã bị cậu thuyết phục, cho nên việc hợp tác lần này có thể xem xét rồi thương lượng, còn về tình huống cụ thể không biết là Chu Dương muốn tự thương lượng, hay là để vị Tôn Việt đảm nhận đây. Trương Thái Viêm yên lặng cười một tiếng, ông ta cũng không trực tiếp nói tiếp nhận những lời của Chu Dương, hơn nữa còn khéo léo dẫn dắt chủ đề này chuyển sang vấn đề hợp tác giữa hai bên. Trọng tâm câu chuyện được chuyển hướng khá suôn sẻ. Chu Dương quả thật không tiếp tục đề cập đến vấn đề đó nữa, hơn nữa anh cũng bắt đầu lấy lại vẻ nghiêm túc. Dù sao tất cả mọi thứ nãy giờ đều chỉ là làm nền cho sự hợp tác tiếp theo giữa hai bên. Chương 479, đàm phán. Nếu là bàn bạc việc hợp tác, vậy thì tất nhiên phải do người có nghiệp vụ chuyên nghiệp đảm nhận rồi, tôi không tham gia vào việc này, để cho Tôn Tổng làm đi. Chu Dương cười nói, anh gật đầu ra hiệu với Tôn Việt. Chu Dương đã nói như thế.
vậy mọi việc tiếp theo sẽ để Tôn Việt đảm nhận. Nhưng mà Chu Dương vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ, nếu phía anh để cho Tôn Việt bàn chuyện hợp tác, vậy phía Trương gia sẽ giao cho ai đây? Ha ha, nếu là ông Tôn, vậy xin mời ông Tôn vào phòng họp. Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Trương Thái Viêm cười nói, ông ta chống gậy, chậm rãi đứng dậy. Tuy nhiên, cơ thể ông ta bỗng hơi run rẩy, chắc hẳn ông ta vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn sau cơn bệnh ốm yếu lúc trước, thế nên khi phải dùng sức, thì cơ thể vẫn hơi mất ổn định. Chu Dương nhạy bén nhìn rõ được cảnh này, anh cũng hiểu được nội tình, nên tất nhiên biết Trương Thái Viêm còn chưa khỏe lại sau lần trúng độc, thế nên mới đứng không vững. Nếu là trước kia, khi Chu Dương nhận ra ông ta đứng không vững, thì có lẽ anh sẽ chủ động tiến lên đỡ lấy ông ta. Nhưng mà lúc này đã khác, nếu như Trương Thái Viêm chưa khỏe lại hoàn toàn, song vẫn cố gắng giả bộ bản thân khỏe mạnh, cơ thể không có vấn đề gì, thì chắc chắn ông ta có mục đích riêng. Hơn nữa tất cả những gì ông ta làm, đều là để cho Chu Dương thấy bản thân ông ta vô cùng khỏe mạnh. Nếu đã như vậy, chắc chắn ông ta cũng không mong muốn Chu Dương nhìn ra chút sơ hở nào. Trương Thái Viêm đi rất chậm, mất gần 10 phút mọi người mới đến được phòng họp. Mà lúc này trong phòng họp đã có mấy người ngồi sẵn rồi, ai cũng ăn mặc vô cùng chỉnh chu. Người ngồi ở vị trí trung tâm là Trương Anh, ông ấy đang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, những người ngồi xung quanh ông ấy đều im lặng, trên mặt tràn ngập vẻ cẩn thận dè dặt, không dám để lộ một chút sai lầm nào, bọn họ sợ sẽ chọc giận vị nhị thiếu gia của Trương gia này. Khi đám người Chu Dương và Trương Thái Viêm đi vào, Trương Anh lập tức đứng dậy, còn những người khác cũng vội vã đứng lên theo, bọn họ nhìn Trương Thái Viêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bố! Gia chủ! Trương Anh lập tức bước tới đỡ lấy Trương Thái Viêm. Vội cái gì, bố còn chưa già đến mức phải cần người khác đỡ đâu, buông ra. Nhưng mà vẻ mặt Trương Thái Viêm nghiêm lại, ông ta quát lớn với Trương Anh rồi thẳng tay đẩy tay Trương Anh ra, đi vào trong phòng họp. Chu Dương nhìn thấy cảnh này thì khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng anh càng cảm thấy buồn cười. Hai người nãy đóng kịch quá đơ rồi, nhìn qua cũng biết là đang giả bộ. Tất cả những việc này chẳng phải là để Trương Thái Viêm tỏ vẻ kiên cường đó sao, ông ta muốn thể hiện vẻ cứng rắn trước mặt Chu Dương mà thôi. Nhưng mà Chu Dương cũng không nói ra, anh thấy không cần thiết phải vạch trần. Nếu như Trương Thái Viêm đã muốn che giấu, vậy thì cứ hùa theo ông ta là được rồi. Dù sao việc này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với Chu Dương. Có điều, nhìn tình hình trong phòng họp, trong lòng Chu Dương cũng đã hiểu rõ phần nào. Có vẻ Trương lão gia đã chuẩn bị sẵn tất cả những thứ này từ trước. Cho dù là việc bàn bạc hợp tác giữa ông ta và Chu Dương, hay là quyết định cuối cùng của anh, có lẽ trong lòng ông ta đã nắm rõ. Mọi người đã phân chia công việc xong xuôi một cách nhanh chóng. Người đại diện mà Trương gia chọn ra là Trương Anh, điều này khiến Chu Dương cảm thấy ngạc nhiên. Đáng lý chuyện như này phải do con trai cả Trương Luân phụ trách chứ. Phải biết rằng, sản nghiệp mỹ phẩm của Trương gia do Trương Anh chịu trách nhiệm, công bằng mà nói, sản nghiệp truyền thông cũng nên do Trương Luân phụ trách. Nhưng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở Trương gia trong khoảng thời gian này, Chu Dương cũng nhanh chóng hiểu được. Trương Đào đã hạ độc toàn bộ Trương gia, hơn nữa với tư cách là bố của Trương Đào. Mặc dù có thể Trương Luân không tham gia vào việc này, nhưng chắc chắn ông ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc dạy dỗ con cái không nghiêm. Nếu như thế, thì việc lấy lại một số quyền lực của Trương Luân ở Trương gia cũng coi như là hợp tình hợp lý. Còn về phía Chu Dương, tất nhiên là do Tôn Việt, người có nghiệp vụ chuyên nghiệp tiến hành đàm phán. Chu Dương không cảm thấy hứng thú với nội dung đàm phán của hai bên. Dù sao lúc trước bọn anh đã từng bàn bạc và trao đổi, cũng đã thống nhất được ý kiến đại khái về nội dung cuộc đàm phán rồi. Hơn nữa bản thân Chu Dương cũng là một trong ba người quản lý của Hiệp hội Ngành Sản xuất Truyền thông Đông Hải, mà Tôn Việt chính là người đại diện cho Hiệp hội Ngành Sản xuất Truyền thông Đông Hải tiến hành đàm phán với Trương gia, giữa hai người cũng coi như là quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi hai bên tiến hành trao đổi, Chu Dương cũng có thời gian quan sát những người bên phía đối phương. Dù sao lần này Trương gia cũng để cho Trương Anh chủ trì, đồng thời còn cử thêm nhiều người giỏi trong ngành truyền thông. Còn bên phía Chu Dương thì chỉ có một mình Tôn Việt. Thế nhưng Chu Dương lại phát hiện ra, dù giữa hai bên có khoảng cách về nhân số, nhìn thì có vẻ bên phía Trương gia người đông thế mạnh, còn bên anh thì khí thế yếu hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, khi những người tài giỏi trong ngành truyền thông của Trương gia thảo luận về một số vấn đề với Tôn Việt, thì Chu Dương đã nhận ra bọn họ đang rơi vào thế yếu hơn. Cho dù đối phương có 4-5 người cùng nhau tranh luận với Tôn Việt,
nhưng vẫn bị Tôn Việt bác bỏ tới mức không biết phải nói gì. Điều này lại khiến Chu Dương cảm thấy thú vị. Chẳng lẽ mấy người mà Trương gia tìm được lại có trình độ thấp vậy sao? 4-5 người chung một phe còn tranh luận không lại Tôn Việt. Tuy nhiên, sau khi Chu Dương nghĩ kỹ lại, thì thấy việc này cũng có thể là do bản thân Tôn Việt có tiếng tăm vô cùng lớn trong ngành truyền thông Đông Hải, chuyên môn của ông ấy rất vững chắc. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua 1 giờ. Thậm chí Chu Dương còn không phản ứng kịp, anh chỉ hơi chống cằm híp mắt một lát thôi, âm thanh tranh luận của hai bên cũng đã nhỏ xuống rất nhiều. Xong rồi hả? Chu Dương nhỏ giọng hỏi, trước giờ anh vốn không có hứng thú với loại đàm phán như thế này. Nhưng chỉ 1 giây sau Chu Dương đã ngẩn người ra. Chu Dương theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, anh phát hiện ra vẻ mặt của mấy người ngồi đối diện mình đều rất khó coi, ai nấy đều trông vô cùng u ám, giống như vừa gặp phải chuyện gì đau lòng. Chuyện này, Chu Dương quay đầu nhìn về phía Tôn Việt, anh thấy vẻ mặt của Tôn Việt rất bình tĩnh, trong tay ông ấy đang cầm một ít tài liệu để làm bước thủ tục cuối cùng. Ha ha, xem ra lần đàm phán này, Tôn Việt đã giành được ưu thế không nhỏ đâu. Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hai bên trở về suy nghĩ cho kỹ, rồi chọn một ngày tiến hành đợt đàm phán lần 2 sau. Tôn Việt vừa cười vừa nói, ông ấy từ từ đứng dậy, rất tự tin vươn tay phải ra với Trương Anh. Đây là tư thái thuộc về người thắng cuộc. Mặc dù vẫn chưa quyết định được chắc chắn chi tiết hợp tác cuối cùng, nhưng buổi đàm phán ngày hôm nay chắc chắn Tôn Việt đã chiếm được ưu thế. Hơn nữa không phải là chút ưu thế nhỏ. Chúng tôi còn hy vọng ông Tôn có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Nơi này là tỉnh Tương Tây, không giống với Đông Hải, hoàn cảnh không giống, tài nguyên của ngành truyền thông cũng không giống nhau. Vì vậy nếu ông Tôn cứ một mực dập khuôn dựa theo cách làm việc ở Đông Hải, thì rất có khả năng gặp thất bại nghiêm trọng. Trương Anh lạnh lùng nói, trên mặt ông hiện rõ vẻ không cam tâm. Thế nhưng không còn cách nào khác, lần đàm phán này Trương gia bọn họ đã cử ra hẳn 4-5 người tài giỏi. Nhưng tất cả ở trước mặt Tôn Việt đều không thể hiện được chút quyền chủ động nào, liên tục bị Tôn Việt chất vấn tới mức hoang mang lo sợ, thậm chí có lúc còn nói không nên lời. Chương 480, chị Linh có ý thủ địch. Ha ha, được rồi, hôm nay tôi chỉ là người liên hệ, giúp mấy người liên lạc thôi, nếu đã không bàn xong vậy thì sắp xếp thời gian đi đã, tôi không ở đây lâu nữa. Chu Dương cười lớn nói, cũng không định nói gì với ai nữa, tạm biệt một tiếng rồi chuẩn bị rời khỏi Trương gia. Quay về Trường Sa. Dù sao cũng sắp tới lễ Giáng sinh rồi, hoạt động khai trương chi nhánh thành phố Liễu và cả hoạt động tuyên truyền hình ảnh người đại diện cũng sắp bắt đầu tiến hành. Kế tiếp sẽ còn một đống việc cần bận rộn lo lắng, Chu Dương cũng không hơi đâu mà ứng phó chuyện đàm phán hợp tác có thể nói gần như chắc chắn này nữa. Hôm đó, Chu Dương quay về Trường Sa. Còn Tôn Việt, vì phải đàm phán thêm với Trương gia, nên đã ở lại Tương Tây. Có điều lần này, Tôn Việt không nghe theo sự sắp xếp của Trương gia ngủ lại ở Trương gia, mà chọn ở khách sạn bên ngoài. Dù sao, hiện giờ hai bên cũng coi như đang trong giai đoạn tiến hành đàm phán, mà kết quả của việc đàm phán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị và quyền phát ngôn trong công việc hợp tác sau này của hai bên, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm cần thực hiện. Cho nên vào lúc này, Tôn Việt ở lại Trương gia cũng không tiện, và cũng không dễ để ông ấy thu thập một số tin tức. Tiếp theo, phía Tôn Việt sẽ làm gì? Sẽ có động tĩnh như nào, Chu Dương không biết, tạm thời anh cũng không quan tâm. Còn gần 1 tuần nữa là tới lễ Giáng sinh. Trong 1 tuần này, dù Tôn Việt và Trương gia có thống nhất được ý kiến, quyết định hợp tác, cũng không thể triển khai hoạt động luôn. Mà trước đó Chu Dương đã nói với Trương Thái Viêm về chuyện mượn ngành truyền thông của Trương gia, để chuẩn bị cho việc tuyên truyền hình ảnh người đại diện của công ty Danh Dương. Trường Sa, quán cà phê Zero. Lần này Chu Dương và quản lý của cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương hẹn gặp Giang Yến. Sở dĩ không gặp ở cửa hàng trụ sở chính là vì cửa hàng quá lộ liễu, rất dễ bị người ta nhìn thấy, tạo ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng quán cà phê Zero thì khác, nơi này yên tĩnh, với lại, Chu Dương cũng vừa mới biết nơi này là địa bàn của chị Linh. Với dự đoán của Chu Dương về thân phận của chị Linh, quán cà phê Zero vô cùng an toàn. Ít ra thì tỉnh Tương Tây không có ai dám đến đây quấy rối. Đây là bản kế hoạch tuyên truyền mà chúng tôi chuẩn bị, cô có thể xem qua, có gì không ổn thì nói với tôi có thể chỉnh lại. Chu Dương cầm bản kế hoạch tuyên truyền đưa cho Giang Yến, cười nói. Lúc này, ngồi trước mặt anh chính là Giang Yến, mà người bên cạnh Giang Yến, nhìn chằm chằm vào Chu Dương với vẻ vô cùng cảnh giác, chính là chị Linh.
Đôi mắt to của chị Linh giống như chiếc camera, không ngừng dò quét khuôn mặt của Chu Dương, như muốn ghi lại hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh, rồi phân tích một lượt, xem thử anh có ý định xấu gì không. Đối diện với ánh mắt hà khắc này của chị Linh, Chu Dương cũng hơi chột dạ, nhưng phần lớn lại có chút sợ khóc sợ cười. Làm ơn đi, dù sao anh là người đã kết hôn, chẳng lẽ vẫn bị người ta đề phòng như vậy sao? Chu Dương rất muốn nói to với chị Linh rằng, anh đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ anh chẳng hề thua kém Giang Yến, thậm chí còn giỏi hơn Giang Yến ở một số phương diện. Bản thân anh cũng đâu có ý đồ xấu xa gì với Giang Yến, mong chị Linh cứ yên tâm. Nhưng câu này, Chu Dương nghĩ trong lòng, nói ra thì không được, với lại anh cũng nghĩ chỉ cần anh không làm chuyện gì hổ thẹn thì không cần để ý tới ánh nhìn của chị Linh. Ngược lại, nếu như anh cứ để ý quá tới ánh mắt của chị Linh, tức là anh có mục đích xấu, có ý nghĩ gì khác với Giang Yến. Ha ha, trong này có một vài hoạt động cần sự phối hợp của cô, nhưng tôi cũng muốn hỏi ý kiến cô trước, dù sao điều kiện lúc đầu chúng ta đã bàn, và ngay cả trong hợp đồng cũng không quy định cô phải làm gì. Chu Dương cười ha hả nói, tránh tầm mắt của chị Linh. Tuy anh không để ý tới việc chị Linh đề phòng nhìn anh, nhưng anh không muốn nhìn vào ánh mắt của chị Linh, bởi Chu Dương luôn cảm thấy có gì đó là lạ trong ánh mắt căm thù này. Ừ, tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ xem, chỉ cần không phải hoạt động nào kỳ lạ thì tôi đều đồng ý, dù sao thời gian này tôi đều ở nhà, cũng rảnh rỗi. Giang Yến mở bản kế hoạch tuyên truyền ra xem, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, trông vô cùng hiền hòa, không hề có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của một cô tiểu thư đại gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân mà Chu Dương phải thay đổi cách nhìn về cô. Nếu như Giang Yến giống như những cô tiểu thư đại gia tộc khác, xấu tính, luôn cho mình là đúng, cậy mình xuất thân danh giá mà coi thường người khác, thậm chí còn độc mồm độc miệng với người khác, vậy thì Chu Dương sẽ kinh tởm cô. Hừ, tiểu Yến Nhi, em phải xem kỹ vào, kẻ xấu bây giờ nhiều lắm, âm thầm hoặc công khai gài bẫy người ta, là để hút cạn giá trị trên cơ thể người khác. Em vẫn nên phân biệt cẩn thận xem bản kế hoạch tuyên truyền này có bẫy gì không. Chị Linh đột nhiên nói, khóe miệng nhếch nhẹ, tỏ vẻ bất mãn với giọng nói ôn tồn hòa nhã của Giang Yến và Chu Dương. Chị Linh nói đến mức khiến mặt của Trương Tâm Di đỏ bừng, vội vàng muốn giải thích, nhưng lại bị Chu Dương ngăn cản. Chúng tôi rất có thành ý, hơn nữa, lần tuyên truyền lần này cũng là muốn nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới để làm một số hoạt động, và cả hoạt động khai trương chi nhánh bên thành phố Liễu. Còn về việc có vấn đề hay bẫy gì không thì chi bằng chị Linh xem giúp được không? Chu Dương ngăn Trương Tâm Di lại, cười híp mắt nhìn chị Linh, tùy ý nói. Dáng vẻ thẳng thắn vô tư của Chu Dương, để mặc cho chị Linh xem bản kế hoạch tuyên truyền, khiến chị Linh câm nín. Những lời cô vừa nói chẳng qua chỉ là nói bừa đôi ba câu, nếu như có thể khiến Giang Yến đề phòng Chu Dương thì cũng tốt. Nhưng không ngờ, Chu Dương lại thẳng thắn, không che giấu như vậy, thậm chí còn để cô kiểm tra bản kế hoạch. Điều này khiến chị Linh hơi cạn lời. Cô thật sự không nghi ngờ Chu Dương, chỉ là cô hơi khó chịu khi thấy anh và Giang Yến thân mật như vậy mà thôi. Hơn nữa, hình như Giang Yến cũng rất có thiện cảm với Chu Dương, không đề phòng mọi lời nói của Chu Dương, thậm chí còn bảo sao nghe vậy. Cảm giác như của báu mà mình quý trọng bao năm bị một tên trộm nhòm ngó, có thể bị trộm đi bất cứ lúc nào, điều này khiến chị Linh cực kỳ nôn nóng và không vui. Hừ, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, đừng hòng dở trò gì. Không qua nổi mắt tôi đâu. Chị Linh trừng mắt với Chu Dương, hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng đáng sợ. Cảm giác Chu Dương và chị Linh giống như oan gia, khiến Trương Tâm Di và Giang Yến không biết phải làm sao. Thôi, chị Linh, chị đừng nghĩ xấu cho Chu Dương như vậy nữa. Chỉ là mấy hoạt động bình thường thôi, có gì đâu. Giang Yến kéo tay chị Linh, gặp lại bản kế hoạch kia, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đối với cô mà nói, chị Linh là một người chị cả. Sự quan tâm của chị giống như sự quan tâm của bậc cha chú. Chương 481, suy đoán của Chu Dương. Chu Dương chỉ là một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong đời cô. Người đàn ông này, tồn tại nhiều điểm giống với những người đàn ông khác, nhưng cảm giác mang đến cho Giang Yến hoàn toàn khác so với những người cô từng tiếp xúc trước đây, bất kể là người bình thường, hay những kẻ tự xưng là người tài giỏi hay con cháu quý tộc. Giống như vận mệnh đã an bài. Để bọn họ gặp nhau ở tỉnh Tương Tây này, bởi vì chuyện quen biết của Giang gia. Cảm giác này rất mơ hồ, bản thân Giang Yến cũng không nói rõ được. Hơn nữa, cô cũng sẽ không nhắc tới cảm nhận này với người khác. Cô có thể cảm nhận được, Chu Dương không có ý xấu với mình. Từ đầu đến cuối,
Giang Yến đều không cảm nhận được bất kỳ ý đồ xấu nào trên người Chu Dương. Trái lại, Chu Dương giống như đang đối đãi với một người bạn cũ, mang đến một cảm giác vô cùng thoải mái cho Giang Yến. Em đó, đúng là quá tin tưởng người khác rồi, có lúc chị thật sự lo lắng em sẽ bị người khác bán đi, mà còn giúp người ta đếm tiền nữa. Nếu Giang Yến đã nói như vậy, thì chị Linh đương nhiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó nhấn vào trán của Giang Yến, giọng cũng vô cùng khó chịu, còn có cảm giác bị phản bội. Chu Dương nhất thời không biết nói gì. Tại sao chị Linh này có nhiều trò như vậy, lẽ nào trong đầu cô ấy đã hình thành những vở kịch ân ái giữa nam và nữ, kèm theo ân oán tình thù giữa các gia tộc, còn có sự trân trọng lẫn nhau giữa những người tri kỷ, và người đàn ông mang ý đồ xấu xa. Phút chốc, thậm chí Chu Dương cảm thấy có lẽ trong đầu chị Linh mình đã bị biến thành một nhân vật phản diện đến cỡ nào, đến mức vở kịch trong đầu chị Linh, không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Chị Linh, yên tâm đi, trong lòng em hiểu rõ. Giang Yến mỉm cười an ủi chị Linh, cô biết chị Linh làm như vậy, nói như vậy đều là tốt cho cô, vì thế cũng sẽ không cảm thấy chị Linh làm vậy là lo chuyện bao đồng, ngược lại, còn có cảm giác được người khác yêu thương bảo vệ. Sau đó, Giang Yến trả lại dự án tuyên truyền cho Chu Dương. Cứ tiến hành theo bản kế hoạch này đi, nhưng có hoạt động gì thì tốt nhất thông báo với tôi sớm một ngày, để tôi chuẩn bị cho tốt. Giang Yến nở nụ cười nói, cô cũng không có ý kiến gì về dự án tuyên truyền này, cảm thấy cũng rất hợp lý. Được thôi, nhưng bây giờ điều khá quan trọng có lẽ chính là hai ngày sau phải tiến hành quay một đoạn video tuyên truyền ngắn, đến lúc đó Trương Tâm Di sẽ liên lạc với cô, sau đó là hoạt động khai trương chi nhánh thành phố Liễu vào dịp Giáng sinh. Chu Dương tùy ý lật xem một chút về dự án tuyên truyền, sắp xếp lại hai hoạt động gần đây. Tính quan trọng của hai hoạt động này không cần nói cũng hiểu. Quay video tuyên truyền ngắn, đối với Giang Yến hay với công ty Danh Dương mà nói, đây là lần đầu công diễn của cả thị trường tỉnh Tương Tây, để cho người ở đây hiểu rõ toàn diện và biết đến sự tồn tại của công ty Danh Dương. Đây coi như là cơ sở, đặt nền tảng ghi lại tất cả hoạt cho công ty Danh Dương. Nếu video tuyên truyền ngắn quay tốt, hiệu quả truyền ra ổn định, vậy thì với công ty Danh Dương mà nói mang một tầm quan trọng rất lớn. Mà lễ Giáng sinh này chi nhánh của thành phố Liễu khai trương, càng là dự án chi nhánh vô cùng có ý nghĩa ở tỉnh Tương Tây của công ty Danh Dương. Dự án chi nhánh cuối cùng có hiệu quả thế nào, tình hình tiêu thị của chi nhánh khai trương ở thành phố Liễu hôm đó, cùng với tình hình tiêu thụ khoảng một tháng sẽ quyết định tất cả. Bên tôi không có vấn đề. Giang Yến gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Hai hoạt động rất đơn giản, với cô mà nói, cũng không có gì khó khăn. Sau khi bàn luận xong về hoạt động tuyên truyền, mọi người đã thả lỏng không ít. Ngay cả sự căng thẳng và mất tự nhiên trên gương mặt Trương Tâm Di chớp mắt cũng tan biến không thấy đâu, ngược lại còn lộ ra chút tự nhiên dễ chịu. Bản thân Trương Tâm Di có thể được coi là một người phụ nữ có 8 điểm, mặc dù ở trước mặt Giang Yến, cô cũng không tỏ ra là quá xuất chúng, thậm chí rất dễ bị Giang Yến cướp đi vẻ nổi bật và ánh mắt nhìn, nhưng ở tỉnh Tương Tây cũng được xem là một cô gái xinh đẹp. Bình tĩnh lại, Trương Tâm Di nhiều lần lộ ra vẻ tươi cười, trò chuyện với Giang Yến và chị Linh cũng lưu loát trôi chảy hơn. Ít nhất, từ góc độ của Chu Dương, Trương Tâm Di nói chuyện với Giang Yến, dù là nói cười vui vẻ, đều không ngừng dẫn tới sự bất mãn và quấy nhiễu của chị Linh. Lần này, Chu Dương thật sự phải nhìn chị Linh với cặp mắt khác. Mà đồng thời, còn có một vài suy nghĩ kỳ lạ, cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Dương. Nếu lo lắng Giang Yến bị người xấu lừa gạt, mà luôn gìn giữ cẩn thận, thậm chí quấy nhiễu Giang Yến nói chuyện cùng người lạ, hoặc là người có mối quan hệ cũng không quá thân thuộc, vậy tại sao chị Linh bây giờ không làm phiền Trương Tâm Di chứ? Phải biết rằng, giống như với Chu Dương, Trương Tâm Di đối với Giang Yến mà nói, cũng coi là một người không quá thân thuộc. Thậm chí Giang Yến và Chu Dương còn chưa thân thuộc như thế, còn cần phải sát gần hơn. Nhưng một khi nói chuyện cùng Giang Yến, chị Linh lại khó chịu nhìn Chu Dương. Hơn nữa, giống như chỉ nhắm vào anh vậy. Nếu phải nói ra điểm khác biệt giữa Chu Dương và Trương Tâm Di, vậy đó chính là giữa bọn họ một người là nam, một người là nữ, có sự khác biệt tự nhiên về giới tính. Mà đây rất có khả năng chính là nguyên nhân thái độ của chị Linh không giống nhau. Bởi vì Trương Tâm Di là nữ, sẽ không nảy sinh ý nghĩ gì với Giang Yến, cũng sẽ không động tay động chân với Giang Yến, vì thế không nằm trong phạm vi cần phòng bị cảnh giác của chị Linh. Còn Chu Dương là một người đàn ông, xuất phát từ bản tính của đàn ông, rất có khả năng xuất hiện ý nghĩ không an phận với Giang Yến,
hơn nữa anh vẫn có thực lực và khả năng thay đổi hành động, vì thế bị chị Linh phòng bị nghiêm ngặt. Sở dĩ có thái độ đối xử khác nhau này, đối với Giang Yến có phải tồn tại mối đe dọa nào hay không? Mối đe dọa này, không phải đe dọa với sự an toàn cá nhân, mà ở đây có phải có khả năng sẽ đem Giang Yến đi mất. Mà người để tâm chuyện này, chính là một người phụ nữ. Về nguyên nhân có thể tồn tại trong đó, cho dù Chu Dương có là cái đầu heo, thì bây giờ cũng mơ hồ đoán được một ít. Trong phút chốc, Chu Dương chợt run rẩy, nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu óc của mình. Có điều, khi anh lại nhìn sang chị Linh, ánh mắt luôn mang theo thần sắc kỳ dị. Nhìn cái gì, cẩn thận tôi móc mắt cậu ra đó. Chị Linh rất nhạy bén đã cảm nhận được ánh mắt của Chu Dương, hung hăng nói, còn giơ ra hai ngón tay giả vờ đưa về phía Chu Dương. Nhưng chị Linh lại không biết giờ phút này trong lòng Chu Dương đang nghĩ gì. Nếu chị Linh biết được, sẽ có hậu quả thế nào, cho dù là Chu Dương cũng khó mà tưởng tượng nổi. Buổi quay video tuyên truyền ngắn diễn ra rất thuận lợi, tin tức bên phía Trương Tâm Di đưa tới, khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trước đó khi ở quán cà phê Zero, mơ hồ đoán được một chút tình cảm của chị Linh đối với Giang Yến, Chu Dương đã đặc biệt tránh né các cơ hội tiếp xúc với Giang Yến. Chuyện có thể để người khác làm thì tất cả đều bảo người khác làm. Sau khi quay video tuyên truyền ngắn, Chu Dương sắp xếp Trương Tâm Di đi theo Giang Yến suốt hành trình. Video tuyên truyền ngắn bây giờ đã quay xong, việc xử lý hiệu quả hình ảnh và cắt ghép biên tập sau đó, trong thời gian một ngày cũng có thể hoàn thành. Tiếp theo, phải đợi đến lễ Giáng sinh, khai trương chi nhánh của công ty Danh Dương bên phía thành phố Liễu. Chương 482, náo động. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới đêm Giáng sinh. Đoạn video ngắn đã quay trước đó, với sự giúp đỡ của các kênh truyền thông của Trương gia, ngày hôm nay sẽ được công khai phát sóng và tuyên truyền ra bên ngoài. Ngay lập tức, khắp tỉnh Tương Tây, dường như ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy video và hình ảnh tuyên truyền của người đại diện công ty Danh Dương. Người dân Tương Tây lúc này mới chợt phát hiện ra, công ty Danh Dương bắt đầu phát hành quảng cáo trên phạm vi và quy mô lớn, hơn nữa ngay khi xuất hiện, liền lựa chọn một cô gái xinh đẹp nhan sắc hơn người trở thành người phát ngôn kiêm đại diện hình ảnh cho công ty. Trời ơi, đại sứ hình ảnh này đẹp quá đi. Ha ha, người như thế này, nếu như nói không chỉnh sửa, tôi không tin, trên đời này lấy đâu ra người hoàn mỹ như thế chứ. Tôi cũng không tin, trừ khi công ty Danh Dương có thể phát hành thêm nhiều hơn nữa hình ảnh và video của đại sứ hình ảnh. Hoàn toàn tán thành. Ha ha, mắt nhìn của đám người các cậu quá thiển cận, có biết người đại sứ hình ảnh kia là ai không? Đó chính là đại tiểu thư Giang Yến của Giang gia ở Trường Sa đấy, người ta là người đẹp số một của Tương Tây, các cậu chưa từng gặp, đừng có cho rằng trên đời này không có mỹ nữ tuyệt sắc như thế. Tôi làm chứng, trước kia có nhìn từ xa một lần, nhưng không thể ngờ rằng cô ấy lại trở thành đại sứ hình ảnh cho công ty Danh Dương. Đúng thế, công ty Danh Dương là công ty của Chu Dương đúng không? Hai nhà Giang gia và Chu gia không phải có mối ân oán rất lớn sao? Giang Yến làm như thế này, Giang gia có biết không? Có đồng ý hay không nhỉ? Chấm. Sau khi đoạn video vừa được công khai phát hành tuyên truyền, ngay lập tức gây ra sự náo động trên mạng. Bất kể có biết đến công ty Danh Dương hay không, sau khi nhìn thấy hình ảnh tuyên truyền của Giang Yến, ai nấy đều vô cùng quan tâm, thảo luận sôi nổi rốt cuộc Giang Yến là nhân vật phương nào. Tất nhiên, có người khen ngợi, đương nhiên sẽ có người chỉ trích. Có người nghi ngờ bức ảnh tuyên truyền của Giang Yến đã thông qua chỉnh sửa, người ngoài đời căn bản không giống như thế. Nhưng những người ủng hộ Giang Yến cũng không ít, thậm chí còn có không ít người đều đã từng gặp cô. Cuối cùng, thân phận của Giang Yến thậm chí còn bị tiết lộ ra ngoài. Điều này, thực sự khiến không ít người há miệng kinh ngạc. Người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương này, lại là đại tiểu thư Giang Yến của Giang gia ở Trường Sa. Trong chớp mắt, cuộc thảo luận trên mạng càng thêm náo nhiệt. Cư dân mạng tìm được ra nhiều chuyện liên quan đến ân oán giữa Giang gia và Chu Dương của công ty Danh Dương. Đánh Giang Bắc tàn phế, không nể mặt, náo loạn bữa tiệc của Giang gia. Dường như mỗi một chuyện, đối với Giang gia mà nói, đều là những chuyện mất mặt. Nhưng bây giờ, ân oán giữa hai nhà Giang gia và Chu gia vẫn chưa giải quyết triệt để, Giang Yến thân là đại tiểu thư của Giang gia, lại đảm nhận vai trò người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương, nếu Giang gia biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hoặc là, Giang gia đã biết rồi, hơn nữa còn âm thầm chấp nhận chuyện này, chỉ là vì muốn bù đắp quan hệ với Chu Dương trước đó.
còn Giang Yến chỉ là một người được Giang gia cử ra để bù đắp cho mối quan hệ giữa hai bên trước đó. Cuộc tranh luận của cư dân mạng không có dấu hiệu dừng lại, nó không có ý nghĩa thực sự, cũng không thể tạo ra được bất kỳ tác dụng nào đối với tình hình lúc bấy giờ. Tuy nhiên lúc này, ở Giang gia, Trường Sa, không khí của toàn bộ Giang gia rơi vào im lặng. Đám người giúp việc ai nấy đều cúi đầu, sợ làm sai chuyện gì khiêu khích tới chủ nhân trong nhà sẽ bị trừng phạt. Tất cả người của Giang gia, bất kể là những người thuộc dòng dõi đích tôn hay là con cháu thuộc dòng chi nhánh, toàn bộ đều tập trung trước đại sảnh. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Sắc mặt Giang Hành Nguyên u ám, đứng cạnh Giang Phàm Lưu, cúi đầu, không nhìn người khác. Giang Hành Phương bình tĩnh, không hề bận tâm. Giang Hành Quảng bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác, mắt đảo không ngừng nhìn về phía Giang Hành Nguyên, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dạng nhàn rỗi xem kịch hay. Những người khác, ngay lúc này đang tranh luận với nhau, nhanh chóng chĩa mũi nhọn về phía Giang Hành Nguyên đang im lặng không nói, giả vờ như không thấy gì. Hừ, thật nực cười, tại sao Giang Yến có thể làm ra chuyện này, Giang Hành Nguyên, ông dạy dỗ con gái kiểu gì thế? Đúng thế, chẳng lẽ cô ta không biết công ty Danh Dương là của Chu Dương hay sao? Mà Chu Dương với Giang gia, lại có ân oán không nhỏ, điểm này, chẳng lẽ cô ta không biết? Hừ, theo như tôi thấy, Giang Yến cái đứa con gái này chính là thiếu dạy dỗ, chú hai quá nuông chiều nó rồi, nếu như không tiếp tục quản giáo, ai biết sau này nó còn làm ra chuyện gì khiến Giang gia mất mặt nữa chứ? Việc này, nhất định phải có một kết quả xử lý, chú hai, chú tự mình nói đi, nên làm thế nào? Chấm. Nhiều con cháu của Giang gia đều chĩa mũi nhọn về phía Giang Hành Nguyên, trong đó có một số người vai vế cao trong gia tộc. Thậm chí có một người, vai vế còn cao hơn so với gia chủ Giang Phàm Lưu. Việc này, nhất định phải được giải quyết, nếu không, người ngoài sẽ nhìn Giang gia chúng ta như thế nào. Bị tên nhãi danh Chu Dương 3 lần 7 lượt làm cho mất mặt, không những không truy cứu, ngược lại còn để đại tiểu thư của Giang gia đi làm đại sứ hình ảnh gì đó cho cậu ta, như thế là lẽ gì chứ? Người có vai vế cao nhất trong dòng thứ của Giang gia, Giang Trực Phong cũng nhịn không được mà đứng lên quở trách. Vai vế Giang Trực Phong trong mắt người Giang gia, là cấp bậc cao nhất, còn cao hơn một bậc so với Giang Phàm Lưu. Mà ông ta, cũng chính là chú bảy của Giang Phàm Lưu. Giang gia hiện giờ, vai vế ngang với Giang Trực Phong, dòng chính, dòng thứ hợp lại cũng không có quá 3 người. Mà 2 người còn lại, tuổi tác quá cao, sức khỏe và tinh thần không tốt, rất ít khi ra ngoài, cũng hiếm gặp mặt người khác, càng không quan tâm đến các vấn đề của Giang gia. Chỉ có Giang Trực Phong thi thoảng đi dạo một vòng Giang gia, chỉ điểm một chút cho con cháu. Bây giờ chuyện của Giang Yến, đã khiến Giang Trực Phong tức giận, ông ta phải đứng lên tố cáo hành vi để cho người trong Giang gia biết, lợi ích gia tộc là trên hết. Giang Trực Phong lên tiếng, những người khác càng không kiêng nể, lại chĩa mũi dùi về phía Giang Hành Nguyên, một trận trách mắng, gần như đã hạ thấp triệt để uy tín của Giang Hành Nguyên. Còn có người làm lớn chuyện, thậm chí muốn đuổi Giang Yến ra khỏi Giang gia. Tuy nhiên cách này không nhận được sự hưởng ứng của những người khác. Dẫu sao, chuyện của Giang Yến đúng là quá đáng, nhưng vẫn chưa đến bước đuổi ra khỏi Giang gia. Hơn nữa, những người có mặt ở đó, không một ai dám đảm bảo, bản thân những người trong nhà họ sẽ không phạm sai lầm trong tương lai, giống như Giang Yến, thậm chí còn phạm sai lầm lớn hơn. Nếu như đuổi Giang Yến ra khỏi Giang gia để làm gương, vậy sau này, người thân của bọn họ và thế hệ sau phạm phải sai lầm, rất có khả năng sẽ phải chịu đối xử tương tự. Đó là điều họ căn bản không hy vọng nhìn thấy. Đủ rồi. Đột nhiên, Giang Hành Nguyên người vẫn im lặng không nói gì, tức giận quát mắng. Mặt ông ta đỏ lên, đôi mắt đầy giận dữ nhìn đám người trong đại sảnh, đặc biệt là đám người chỉ trỏ trỏ ông ta, ánh mắt đó giống như hận không thể nuốt chửng tất cả bọn họ. Chương 483, phản ứng của Giang gia. Lần này quả thực ông ta đã dọa mọi người kinh hãi một phen. Hừ, hét gì mà hét, lẽ nào chúng tôi nói gì sai à? Đúng vậy, bản thân có vấn đề, không biết dạy con gái, bây giờ xảy ra chuyện cũng không chịu suy nghĩ cẩn thận, ngược lại còn gào thét lớn tiếng với chúng tôi, muốn làm gì hả? Nghĩ rằng chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Hừ, xem ra Giang gia này, về sau chúng tôi không thể nói chuyện nữa đúng không? Lần này mọi người bị Giang Hành Nguyên dọa một trận, nhất thời phản kích trở lại, dường như còn hà khắc hơn so với trước đó. Các người nói đủ chưa hả? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, còn chưa có kết luận,
bây giờ các người đã nôn nóng như vậy muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Giang Yến, rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh mắt lạnh lùng của Giang Hành Nguyên liếc nhìn mọi người, thầm ghi nhớ những người vừa nãy đã nhằm vào ông ta. Chuyện Giang Yến trở thành đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương, trước đây ông ta không hề hay biết, cho đến khi công ty Danh Dương tuyên truyền rầm rộ, ông ta mới biết đến. Khoảnh khắc đó, Giang Hành Nguyên không biết thế giới nội tâm của mình rốt cuộc đã biến thành hình dạng gì. Ông ta chỉ nhớ đầu óc của mình lúc đó chỉ là một mảng trắng xóa, căn bản không biết bản thân đang nghĩ gì, đang nhìn những gì, hay đang nói câu gì. Cho dù là ở đây, khi nhiều người của Giang gia đều đang dùng lời lẽ cay nghiệt để lên án tội lỗi của ông ta, Giang Hành Nguyên cũng vẫn thất thần, sững sờ. Một nghi vấn vô cùng lớn hiện ra trong đầu ông ta. Vì sao Giang Yến lại trở thành người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương? Sao Giang Yến có thể trở thành người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương? Tên Chu Dương đó rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì có thể khiến Giang Yến đồng ý? Nếu như là tiền, là một đại tiểu thư của Giang gia, con gái một của Giang Hành Nguyên, căn bản cũng không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc, chỉ cần Giang Yến muốn mấy triệu, mấy trăm triệu chỉ cần nói ra. Giang Hành Nguyên tuyệt đối sẽ đáp ứng cho Giang Yến. Huống hồ, Giang Hành Nguyên cũng không nghĩ rằng, Chu Dương và công ty Danh Dương sẽ vì chuyện Giang Yến trở thành đại sứ hình ảnh, liền cho cô hơn 10 triệu tệ, thậm chí thù lao còn nhiều hơn thế nữa. Mặc dù Giang Hành Nguyên cho rằng nếu như con gái của mình thật sự làm đại diện cho công ty khác, cũng sẽ đáng với giá tiền đó. Nhưng ông ta cảm thấy hình như Chu Dương không hề hào phóng như vậy. Vậy là vì danh tiếng ư? Với thực lực của Giang gia ở tỉnh Tương Tây, còn có tư chất của bản thân Giang Yến, đã vô cùng có tiếng tăm ở đây, hầu như ai cũng biết đến. Thậm chí ngay cả những tỉnh khác, cũng có vài gia tộc biết đến sự tồn tại của Giang gia, đến mức thông qua gia tộc khác ở tỉnh Tương Tây muốn liên lạc với Giang gia, mơ hồ tỏ ý muốn kết thông gia. Trong số những gia tộc này, thậm chí còn có đại gia tộc lớn của thủ đô. Vì thế, Giang Yến căn bản không thể là vì danh tiếng. Vậy, Giang Hành Nguyên mơ hồ, ông ta không biết tất cả những thứ này là vì sao. Hơn nữa, khoảnh khắc biết được sự thật đó, Giang Hành Nguyên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có cảm giác đau thắt, mơ hồ đã đánh mất thứ gì đó, giống như một bảo vật mình trân quý nhiều năm. Hừ, Giang Hành Nguyên, ông đừng ở đây mà càn quấy nữa, chuyện Giang Yến đã như vậy, ông làm bố của nó, không thể đổ lỗi cho người khác, ông nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng đối mặt với sự gầm thét giận dữ của Giang Hành Nguyên, mọi người căn bản không hề nể mặt. Giang Yến trở thành đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương, đã mất hết thể diện của Giang gia rồi. Đường đường là Giang gia, không chỉ không chừng chỉ kẻ thù là Chu Dương, ngược lại, đại tiểu thư của Giang gia lại còn gần gũi với Chu Dương như vậy, hơn nữa còn trở thành đại sứ hình ảnh cho công ty Danh Dương của Chu Dương. Chuyện này truyền ra ngoài, Giang gia của ông ta sẽ trở thành đối tượng để cười nhạo của cả tỉnh Tương Tây. Uy tín mà Giang gia đã gây dựng nhiều năm, vào lúc này cũng dần dần sụp đổ, cho đến khi sụp đổ hoàn toàn. Được rồi, chuyện này nên làm thế nào, tôi muốn cháu phải đưa ra được biện pháp, chúng tôi biết, Giang Yến là con gái một của cháu vô cùng quan tâm nó, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, khó tránh khỏi việc anh quản giáo không hiệu quả, thậm chí là đã nuông chiều quá mức. Giang Trực Phong thờ ơ nói, nghe có vẻ là đang nói chuyện với Giang Hành Nguyên, nhưng ánh mắt lại không nhìn ông ta, mà vẫn luôn đặt trên người gia chủ Giang Phàm Lưu. Dẫu sao, chuyện của Giang Yến nếu muốn đưa ra quyết định cuối cùng, nhất định phải để gia chủ Giang Phàm Lưu lên tiếng. Bất luận là kẻ khác, cho dù là Giang Hành Nguyên, Giang Trực Phong, muốn bảo vệ Giang Yến, hoặc khiển trách Giang Yến, thì cuối cùng cũng không được tính. Đúng vậy, gia chủ, ông mau chóng quyết định đi, chúng tôi cũng sẽ xử lý nhanh chóng, để cố gắng áp chế dư luận giảm xuống nhỏ nhất. Không sao, chuyện này bây giờ vẫn chưa bị lan truyền rộng. Một vài nơi chắc chắn vẫn chưa biết được tin này, nếu chúng ta kịp thời giải quyết, nói không chừng có thể bù đắp lại một vài tổn thất. Gia chủ, mau chóng quyết định đi, Giang gia không đợi được rồi, nếu không đợi đến lúc Sư gia, Đỗ gia, Đường gia tìm đến tận cửa, thì chúng ta sẽ càng bị động hơn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía gia chủ Giang Phàm Lưu, nói với giọng điệu sốt ruột. Nhất là khi nói đến Dư gia, Đỗ gia, Đường gia, bầu không khí của cả đại sảnh đột nhiên trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết, trước mắt Giang gia có mối liên hệ liên minh với ba đại gia tộc khác, mọi người cùng nhau hợp tác, chĩa mũi nhọn vào Trương gia, muốn Trương gia tan rã, chiếm đoạt sản nghiệp của họ. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện của Giang Yến, nếu Giang gia không thể giải quyết ổn thỏa,
vậy ba gia tộc khác nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Đến lúc đó, bọn họ tìm đến cửa, đòi Giang gia phải đưa ra lời giải thích. Thật sự đến lúc đó, tình cảnh của Giang gia sẽ càng thêm bị động. Thậm chí, có khả năng vì chuyện của Giang Yến, khiến cho những hành động phía sau của Giang gia, ở đâu cũng sẽ gặp phải ngăn chặn, cuối cùng có lẽ trong việc phân chia chiến lợi phẩm cũng sẽ rơi vào thế yếu. Đây là chuyện không nhỏ, cho dù có tính thế nào, bây giờ Giang gia cũng phải có một quyết định. Sắc mặt của Giang Hành Nguyên đỏ bừng, khóe miệng hơi co rúm lại, còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của mọi người, nhất thời không biết nên nói gì. Tình hình bây giờ, cho dù ông ta nói gì, đều không thể thay đổi chuyện Giang Yến trở thành đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương. Trái lại, nếu như ông ta cứ khăng khăng muốn gỡ tội cho Giang Yến, còn có thể bị người khác nắm được điểm yếu, để sau này bọn họ lúc nào cũng sẽ nhắm vào mình. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang gia chủ Giang Phàm Lưu. Trong ánh mắt của Giang Hành Nguyên chứa đầy sự khó chịu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cố nén lại. Còn sắc mặt Giang Hành Phương vẫn bình tĩnh, ngay cả khi mọi người chĩa mũi nhọn vào Giang Hành Nguyên, ông ta cũng không tỏ ra bất cứ quan điểm hay phát biểu ác ý nào, thậm chí, đến một câu cũng không nói. Mà nét mặt của Giang Hành Quảng lại có vẻ vui sướng, mừng thầm. Tình hình bây giờ của Giang Hành Nguyên khá giống với tình cảnh của Giang Hành Phương khi Giang Bắc bị đánh tàn phế lúc trước. Hiện giờ anh cả Giang Hành Phương đã mất đi tư cách cạnh tranh chức gia chủ, cấp bậc bị hạ xuống hàng thứ hai trong Giang gia. Lúc này, có phải Giang Hành Nguyên cũng sẽ bước theo gót anh cả Giang Hành Phương hay không? Trong lòng Giang Hành Quảng đã bắt đầu xao động. Ông ta thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, nếu mọi thứ đều trở thành sự thật, vậy có phải ông ta có thể đứng đầu rồi không? Lúc này, sắc mặt của gia chủ Giang Phàm Lưu vẫn thờ ơ hờ hững nhìn mọi người bên dưới. Cho dù ba đứa con trai của mình, hay là thành viên khác của gia tộc, nét mặt của mọi người đều nằm trong tầm mắt của ông ta. Trong lòng ông ta cũng đã có tính toán từ sớm. Hành Phương, trước đây ta từng nói, chuyện tìm bác cả của con giúp Giang Bắc xem vết thương, bây giờ đã nhận được hồi âm của bác cả con, cuối năm nay ông ấy sẽ trở về một lần, lúc đó con đưa Giang Bắc đến tìm ông ấy đi. Còn bây giờ cứ để Giang Bắc tĩnh dưỡng đàng hoàng. Giang Phàm Lưu không tỏ thái độ với chuyện của Giang Yến, mà ngược lại còn nói chuyện với Giang Hành Phương. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ, đần mặt ra nhìn Giang Phàm Lưu và Giang Hành Phương. Đây là ý gì? Bác cả gì chứ? Còn cả Giang Bắc gì nữa? Người của Giang gia vẫn đang suy nghĩ, bác cả trong lời nói của Giang Phàm Lưu là ai, mà lại còn liên quan đến tên phế vật Giang Bắc kia. Sắc mặt của Giang Trực Phong hơi biến đổi. Chương 484, bác cả muốn trở lại. Gia chủ, ý ông là, ông ấy muốn trở lại sao? Giang Trực Phong khuôn mặt mừng rỡ, nhìn Giang Phàm Lưu với ánh mắt vô cùng trông đợi. Toàn bộ Giang gia, có khi đa phần mọi người đều quên đi sự tồn tại của bác cả. Nhưng Giang Trực Phong thì không thể nào quên. Vừa nghĩ tới thân phận và địa vị của người ấy, Giang Trực Phong trong lòng kích động phấn khích mãi không thôi. Với toàn bộ Giang gia mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, địa vị của người đó chắc chắn là cao nhất. Nếu như đúng là người đó muốn quay trở lại, vậy thì cục diện của Giang gia ở tỉnh Tương Tây có lẽ sẽ xảy ra sự thay đổi không nhỏ. So với chuyện này, chuyện của Giang Yến lại không quan trọng đến như vậy. Nếu giữa Giang Yến và công ty Danh Dương có vấn đề gì, thì cũng không ảnh hưởng đến Giang gia, hơn nữa Chu Dương cũng sẽ không thể lợi dụng Giang Yến bày mưu tính kế. Sự chất vấn mà ba gia tộc còn lại đặt ra trước sự tồn tại của Giang gia, thì trước sự xuất hiện của người này, cũng trở thành nhỏ nhặt không đáng kể. Ông Bảy, ông đang nói cái gì vậy? Người kia là ai? Đúng vậy, tại sao chúng ta lại không biết đến sự tồn tại của bác cả? Đúng thế, gia chủ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Người đó với Giang Bắc có mối quan hệ như nào? Bây giờ chúng ta thảo luận về chuyện của Giang Yến, xin gia chủ nhanh chóng quyết định đi. Nhưng những người Giang gia khác, bọn họ đều hết sức nghi ngờ những lời Giang Phàm Lưu và Giang Trực Phong vừa nói, căn bản là vì bọn họ không biết hai người họ nói cái gì. Đủ rồi, chuyện này để cho gia chủ quyết định, mọi người đừng có làm loạn lên. Giang Trực Phong lạnh lùng quát, cặp mắt vốn đang đục ngầu, vào giờ phút này lại trở nên vô cùng sắc bén, như thể lưỡi dao đâm vào phía mấy người đang phát ngôn bừa bãi. Nhất thời, toàn sảnh đều im lặng. Tất cả mọi người đều bị Giang Trực Phong trừng mắt nên không ai dám nói lời nào. Giang Hành Quảng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng trở nên nóng giận. Cảnh tượng ông ta hy vọng không hề xuất hiện,
thậm chí, bây giờ mọi người không ai đề cập đến chuyện của Giang Yến. Sao chấp nhận được chứ? Nếu cứ thế này, thì địa vị của ông ta làm sao tăng lên được? Giang Hành Quảng cũng không đoái hoài gì, vội vàng nhìn về phía Giang Phàm Lưu lớn giọng nói. Bố, việc cấp bách trước mắt, chính là phải xử lý chuyện Giang Yến một cách gọn gàng sạch sẽ. Nếu không, bị những người khác cầm được đằng chui, thì đó là chuyện không hề tốt với Giang gia chúng ta. Huống chi, toàn bộ tỉnh Tương Tây đều biết, giữa Chu Dương và Giang gia chúng ta có thù oán sâu nặng, bây giờ Giang Yến lại trở thành đại sứ hình ảnh cho công ty danh Dương của Chu Dương. Người ngoài đánh giá thế nào Giang Yến cũng mặc kệ, phản ứng thế nào nó cũng không quan tâm, thế nhưng họ sẽ nhìn nhận Giang gia chúng ta ra sao? Tất cả uy tín trước đây của Giang gia, bây giờ đều bị đe dọa rồi. Giang Hành Quảng giọng điệu thành khẩn, khóc lóc kể lể. Ông ta tự cho rằng mình nói rất đầy đủ cảm xúc, biểu hiện cũng rất linh hoạt. Có thể thể hiện rõ ràng tình cảm và sự trung thành với Giang gia. Giang Hành Quảng cảm thấy, biểu hiện này của ông ta, có thể nói là trọn vẹn hoàn mỹ. Mọi người dù phản ứng cũng không quá quan tâm, nhưng chắc cũng sẽ có cái nhìn khác về ông ta. Điều quan trọng nhất là, gia chủ Giang Phàm Lưu nhất định sẽ quan sát kỹ ông ta, sẽ chú ý hơn vào ông ta, bù đắp lại cho sự thiếu quan tâm ngày trước. Thậm chí, để cho ông ta toàn quyền xử lý chuyện của Giang Yến, sau đó nhân cơ hội này để địa vị được nâng cao. Tận tâm hết lòng như này, dù có sơ suất gì chắc cũng không sao. Thế nhưng, màn biểu diễn của Giang Hành Quảng hơi quá đà, hai mắt ông ta nhắm nghiền, bộ dạng khóc lóc kể lể, khiến ông ta không nhìn được phản ứng từ mọi người xung quanh. Hả, tại sao không có tiếng hoan hô? Tại sao lại khác tưởng tượng của mình như vậy? Tiếng mọi người xúc động và khen ngợi đâu rồi? Giang Hành Quảng nghi ngờ, hé hé mở mắt, cẩn thận nhìn mọi người xung quanh. Một giây tiếp theo, cả người Giang Hành Quảng kinh hãi đến cứng đơ giống như là bị điện giật, đứng ngây người tại chỗ, trợn tròn hai mắt, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt không tin nổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông ta, bất kể là người có quan hệ tốt xấu gì với ông ta và cả một vài thành viên cốt cán của Giang gia. Giang Hành Nguyên, Giang Hành Phương, Giang Trực Phong, toàn bộ đều nhìn ông ta với sự bất ngờ. Thấy cảnh tượng này, Giang Hành Quảng mơ hồ không hiểu. Đây là loại tình huống gì? Mọi người không phải nên vui mừng hoan hô vì ông ta sao? Mọi người không phải nên tán dương tấm lòng lo nghĩ cho Giang gia của ông ta sao? Tại sao đều nhìn ông ta với ánh mắt như vậy, không hề có chút phản ứng nào cả? Được rồi, Hành Nguyên, cháu không cần nói thêm nữa. Giang Trực Phong thấy cảnh này, trong lòng thầm thở dài, sau đó trầm giọng nói. Trước đây thái độ ông ta dành cho Giang Hành Quảng cũng không tệ, ở trong gia tộc không tranh không đoạt, biểu hiện vô cùng bình thường. Nhưng lại không ngờ được rằng, trong trường hợp như hôm nay, ông ta lại nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ ông ta nghe mà không hiểu ý của gia chủ ư? Giang Trực Phong đã sớm suy nghĩ, Giang Hành Quảng này rốt cục có phải con trai ruột của Giang Phàm Lưu không? Tại sao lại không hiểu được bố mình suy nghĩ gì? Tất cả mọi người đều muốn gia chủ quyết định, nếu như gia chủ thật sự muốn đưa ra quyết định, thì đã sớm quyết định rồi. Giang Phàm Lưu đã nói với Giang Hành Phương vài điều mà không ai giải thích được. Thế nên lúc này, ai cũng nên biết, Giang Phàm Lưu không muốn bàn chuyện Giang Yến bây giờ. Thậm chí, Giang Phàm Lưu còn không quan tâm đến chuyện của Giang Yến. Bây giờ, mọi người ai cũng hiểu cả. Nhưng tại sao mỗi Giang Hành Quảng vẫn chưa hiểu ra, mà vẫn dây dưa chuyện Giang Yến? Tại sao chứ, ông Bảy, chẳng lẽ mọi người không nghĩ đến cách xử lý chuyện này sao? Chẳng lẽ mọi người muốn Giang gia chúng ta trở thành trò cười trong mắt người ngoài à? Giang Hành Quảng vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy sự tốt bụng, sự nhiệt huyết của mình lại bị Giang Trực Phong nói như vậy, nên không tài nào chịu nổi. Được rồi, không cãi vã nữa, chuyện của Giang Yến. Hành Nguyên đi xử lý. Hành Quảng, những lời con nói có lý, nhưng chuyện này không quan trọng đến vậy. Nhìn thấy Giang Hành Quảng và Giang Trực Phong sắp cãi nhau đến nơi, sắc mặt Giang Phàm Lưu hơi khó coi, lạnh lùng quát một câu, khiến cho mọi lời Giang Hành Quảng định nói đều bị nghẹn lại. Giang Hành Quảng sững sờ nhìn bố mình, ông ta vẫn không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bố chỉ nói với Giang Hành Phương cuối năm bác cả sẽ quay về, giúp tên Giang Bắc phế vật kia chữa bệnh. Ông ta có bác cả từ khi nào vậy? Khuôn mặt Giang Hành Quảng đờ đẫn, trong lòng thì lại tức giận không thôi. Hình như mọi người sau khi nghe được những lời Giang Phàm Lưu nói cũng trở nên im lặng hơn. Nhất là ông Bảy Giang Trực Phong,
như thể biến thành một người khác, trong nháy mắt đã tràn đầy sinh lực, thậm chí còn chủ động để yên chuyện Giang Yến. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Giang gia này rốt cuộc là ra sao? Khoảng thời gian gần đây, tỉnh Tương Tây xảy ra không ít chuyện, không ít người và các gia tộc bị liên lụy, hiện giờ sắp đến cuối năm, tôi hy vọng Giang gia không phát sinh thêm vấn đề nào nữa. Giang Phàm Lưu thanh âm trầm ấm, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người. Những người này đều là cốt cán của Giang gia, bất kỳ ai trong bọn họ gây ra chuyện gì, đều có thể bị người ngoài cho rằng đó là chủ ý của Giang gia. Thế nên, những người này, Giang Phàm Lưu đều phải cẩn thận quan sát rõ. Đặc biệt là bây giờ, sắp đến cuối năm, hơn nữa một người anh em của ông ta cũng định cuối năm quay về Giang gia. Khoảng thời gian này, không được để xảy ra vấn đề gì. Đây là ranh giới cuối cùng của Giang Phàm Lưu. Nếu như có người dám phá vỡ ranh giới này, vậy thì Giang Phàm Lưu sẽ để cho đối phương biết rõ, Giang gia này rốt cuộc là ai làm chủ. Chương 485, Giang Hành Quảng bi thảm. 1. Giang Phàm Lưu vừa dứt lời, toàn bộ chính sảnh rơi vào im lặng. Ngay cả Giang Hành Quảng vừa nãy la hét om sòm vì bất mãn cũng sững sờ đờ đẫn. Ông ta không ngờ, bố mình không hề nghe lời mình nói một chút nào, mà chỉ muốn xử lý chuyện Giang Yến một cách qua loa. Nói cái gì mà, để cho Giang Hành Nguyên xử lý gọn gàng, không muốn đánh động đến người ngoài. Cái này là vì bố ông ta không muốn để ý tới, cho anh hai tự mình đi âm thầm giải quyết, không muốn gây ra động tĩnh lớn, không gây ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Giang gia là được. Giang Phàm Lưu vốn không muốn trừng phạt Giang Yến, đúng như ý của Giang Hành Nguyên. Ngược lại, ông ta trong mắt Giang Phàm Lưu, chỉ là một kẻ càn quấy, không có thể thống gì, coi thường đại cục. Giang Hành Quảng vô cùng tức giận. Ông ta cảm thấy nhất định phải xả ra ngoài, loại bực tức này nếu cứ một mực giấu trong lòng, Giang Hành Quảng cho rằng ông ta sớm muộn cũng phát thành bệnh. Ông ta muốn hỏi ngược lại bố mình một chút, chẳng lẽ trong mắt bố, ông ta không được coi là cái gì sao? Tại sao mọi người đều hướng về Giang Hành Nguyên? Giang Bắc bị tàn phế, anh cả Giang Hành Phương bị mất đi tư cách cạnh tranh gia chủ, Giang Phàm Lưu rất xem trọng chiếu cố Giang Hành Phương, điều này ông ta có thể hiểu. Dù sao, Giang Hành Phương là con trai trưởng, trong gia chủ có thứ tự thừa kế, tự nhiên chiếm ưu thế là hợp lý. Nhưng Giang Bắc bị tàn phế rồi, Giang Hành Phương cũng mất đi tư cách cạnh tranh gia chủ, Giang Phàm Lưu dưới quyền chỉ còn có Giang Hành Nguyên và ông ta, tại sao chỉ có Giang Hành Nguyên được coi trọng, nhiều lần được giao phó gánh trọng trách nặng nề. Điều này khiến Giang Hành Quảng thầm ghen tị. Cho nên trong khoảng thời gian này, Giang Hành Quảng vẫn luôn một mực nhẫn nhịn, cố gắng hết sức không phạm phải lỗi gì. Đồng thời cũng không để người khác nắm thóp được mình. Bây giờ khó khăn lắm, ông ta mới có được cơ hội này. Con gái Giang Hành Nguyên là Giang Yến mắc phải sai lầm lớn như vậy, thân là gia chủ lại lờ đi như không thấy, ngược lại trong mắt gia chủ, ông ta một lòng lo nghĩ cho Giang gia lại nghiễm nhiên thành một kẻ quấy nhiễu. Chuyện này Giang Hành Quảng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa. Bố, con không phục, rõ ràng là con bé Giang Yến kia phạm sai lầm, tại sao bố không xử lý? Mà lại để cho anh hai tự mình xử lý. Đây rõ ràng không phải là bao che sao. Giang Hành Quảng giận không nhịn được, bất chấp không quan tâm tình huống lúc bấy giờ. Ông ta cũng không để ý rằng mọi thành viên quan trọng trong Giang gia lúc này đều có mặt ở đây, mà bản thân ông ta là thành viên thuộc dòng dõi đích tôn của Giang gia, là con trai thứ ba của gia chủ Giang Phàm Lưu, vậy mà trong tình cảnh này, lại đứng ra so đo với bố mình, với anh em mình, với cháu gái mình những thứ này. Đây cũng không phải là chuyện phân chia rành mạch gì cả, mà mọi người trong Giang gia đều thấy, đây là hành động muốn khiêu khích đến uy tín của gia chủ. Nhất thời, tất cả mọi người trong sảnh, bao gồm cả Giang Hành Nguyên, Giang Hành Phương, gia chủ Giang Phàm Lưu, toàn bộ đều kinh ngạc, nhìn Giang Hành Quảng khuôn mặt đang tức tối điên cuồng. Hỗn xược, Giang Hành Quảng, cháu biết mình đang nói gì không? Giang Trực Phong là người đầu tiên không nhịn được, lập tức đứng dậy, la mắng Giang Hành Quảng. Trong mắt ông ta, dù Giang Hành Quảng bình thường hơi cao ngạo, kiêu căng, thế nhưng trong mọi chuyện của Giang gia, cũng là người biết lẽ phải, vẫn biết hướng về đại cuộc, đặt lợi ích bản thân cùng với lợi ích Giang gia lên hàng đầu. Trong vấn đề trái phải sai đúng rõ ràng, thì cuối cùng vẫn đi theo điều có lợi cho Giang gia. Nhưng ông ta không ngờ rằng, trong tình huống như hôm nay, Giang Hành Nguyên lại dám trước mặt đông đảo thành viên của Giang gia, ngay giữa chính sảnh Giang gia, trong hội nghị gia tộc cử hành tại Giang gia. Lại có thể nghi ngờ bố mình, gia chủ Giang gia Giang Phàm Lưu như vậy. Đây rõ ràng là động muốn khiêu khích đến uy tín của Giang Phàm Lưu.
Giang Hành Quảng, ông điên rồi. Mau câm miệng, biết vừa rồi ông vừa nói cái gì không? Tên đần độn này không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, có phải vừa bị lừa đá vào đầu không? Chú ba, im miệng, mau xin lỗi gia chủ đi, có phải chú bệnh rồi không? Hừ, láo xược, chú ba, chú đang nghi ngờ quyết định của bố mình sao? Dường như tất cả mọi người đều buông lời chỉ trích nặng nề với Giang Hành Quảng. Kể cả người bình thường có mối quan hệ không tệ với ông ta, thậm chí cả những người thân thiết, lúc này ai nấy đều nhắc nhở Giang Hành Quảng, để ông ta không đổ thêm dầu vào lửa. Còn Giang Hành Nguyên thì vô cùng tức tối, nhìn Giang Hành Quảng với vẻ mặt giận dữ điên cuồng. Lời chú ba nói, rốt cuộc có ý gì? Chú ấy rốt cuộc là đang chấn vấn quyết định của bố, vì cho rằng việc bố để cho ông ta tự mình xử lý chuyện Giang Yến là không hợp lý. Hay là cho rằng việc không trừng phạt Giang Yến là không được, là không đúng. Ý của chú ấy rốt cuộc là gì? Muốn dùng con gái ông ta để tạo uy quyền sao? Đây rõ ràng là không coi anh hai ông ra cái gì. Giang Hành Nguyên nổi giận, hai bước đi tới trước mặt Giang Hành Quảng, nhìn Giang Hành Quảng với ánh mắt tức giận lôi đình, trợn trừng mắt rồi giáng một cái tát vào mặt. Bốp! Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, cái tát Giang Hành Nguyên hằn dấu vết trên mặt Giang Hành Quảng. Giang Hành Quảng cũng không ngờ Giang Hành Nguyên lại đột ngột ra tay, hơn nữa lại dùng lực mạnh như vậy, nên không phản ứng kịp, bị cái tát vừa rồi đánh cho bay ra ngoài, lăn đến mấy vòng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người giúp việc mới có thể dừng lại được. Mà tất cả những người khác nhìn Giang Hành Quảng lăn trên đất, sắc mặt bất đắc dĩ không biết làm sao, dù cũng hơi bất mãn, nhưng không ai tham gia vào. Thứ nhất, đây là dòng dõi chính quy của Giang gia tranh đấu. Là con trai thứ hai của Giang Phàm Lưu đối đầu với con trai thứ ba. Bọn họ là dòng dõi thứ cấp, rõ ràng là chẳng liên quan gì. Thứ hai, hành động vừa rồi của Giang Hành Quảng, chính là khiêu khích đến uy tín của gia chủ Giang Phàm Lưu, nên nếu Giang Hành Nguyên không ra tay, có thể gia chủ Giang Phàm Lưu cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Giang Hành Quảng một bài học. Nếu không, uy tín của gia chủ Giang Phàm Lưu chắc chắn sẽ bị tổn hại vì hành động lời nói hôm nay của Giang Hành Quảng. Anh dám ra tay ư? Bị ăn một cái tát mạnh, Giang Hành Quảng lờ mờ khó hiểu. Ông ta không ngờ, Giang Hành Nguyên lại dám ra tay, hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, trực tiếp ra tay với ông ta, một chút tình cảm cũng không còn. Mẹ kiếp, đây là anh ra tay trước. Giang Hành Quảng không phải là người chịu thua, bị Giang Hành Nguyên tát cho một cái, sự tức giận lúc đầu lại càng tăng lên. Vì chuyện của Giang Yến, mà Giang Hành Quảng từ sớm đã bất mãn với Giang Hành Nguyên. Nên sau khi lồm cồm bò dậy, vung mạnh nắm đấm xông về phía Giang Hành Nguyên. Ông ta và Giang Hành Nguyên tố chất cơ thể không khác biệt nhiều, dáng người cũng không khác biệt lắm, hơn nữa Giang Hành Quảng cũng tự giác hàng ngày rèn luyện thân thể, nên nếu đánh chính diện với Giang Hành Nguyên, có thể sẽ ưu thế hơn. Như vậy, vừa có thể dạy dỗ được Giang Hành Nguyên, vừa có thể bộc lộ rõ sự bất mãn của mình với những người khác. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng. Giang Hành Nguyên cũng không né tránh, nhìn thấy Giang Hành Quảng tung quả đấm lao vọt về phía mình, chợt nâng một chân lên, đá trực tiếp về phía trước. Ầm! Một lần nữa, Giang Hành Quảng bị Giang Hành Nguyên đá cho một cước bay thẳng ra ngoài. Thậm chí, Giang Hành Quảng lần này còn bị lộn mấy vòng trong không trung, rồi mới rơi bịch xuống nền đất, sau đó lăn lộn tiếp mấy vòng, đập mạnh vào cột đá rồi mới dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.